thế thì cái thông khí nhân tạo thì để mà được học một cách tử tế thì nó mất phải vài năm, đúng không ạ? vài năm trời thì chúng ta mới học một cách tử tế được. và tim mạch rồi, tôi thấy trong cái giờ uh, giải lao là các bạn cũng dự thảo luận rất nhiều về vấn đề tim mạch rồi, thì uh, nó nếu phải ghép hai cái thứ đó là thì chắc là chúng ta phải mất vài năm. nhưng mà trong thời gian chỉ trong vòng uh, mấy chục phút thì tôi không kỳ vọng là chúng ta sẽ nói được hết, nhưng mà dù sao chúng ta phải biết cái khái niệm hết sức cơ bản thì đây, đây là cái nội dung mà tôi muốn uh, các bạn uh, đi qua thứ nhất ý, đó là liên quan đến cái đại cương về hệ thống hô hấp thì cái này tôi đi rất ngắn thôi để các bạn hình dung ra là chúng ta đang nói về câu chuyện gì cái thứ hai là tôi sẽ đề cập một chút về liên quan đến chỉ định và các cái chỉ định chính của cái thông khí nhân tạo mà hay gặp nhất là chúng ta gọi là thông khí nhân tạo hay là thở máy đấy thở máy xâm nhập và thở máy không xâm nhập cái thứ ba là các cái mốt thở chính ở đây cũng liên quan đến chủ đề là xâm nhập và không xâm nhập thứ tư là tôi sẽ trao đổi với các bạn về cách cài đặt theo dõi và phát hiện các cái biến chứng và cuối cùng là một số các cái đặc điểm cơ bản liên quan đến các cái thở máy trên bệnh nhân suy tim thì về giải phẫu thì chúng ta không nhắc lại ở đây nhiều bởi vì chúng ta biết đây là người ta chia ra đường hấp trên và đường hấp dưới và sự cách khác biệt của nó sự cách biệt của nó chính là là cái dây thanh hay là thanh môn đúng không ạ và cái sự chia ra ở trong Ờ, ở trong trong giải phẫu thì nó cũng tương sự với hai cái hình thức hỗ trợ thông khí đó là xâm nhập thì có nghĩa là chúng ta sẽ à, phải đi qua cái dây thanh đó đúng không ạ ví dụ như nội khí quản hoặc mở khí quản còn cái không xâm nhập là toàn bộ các cái hình thức mà chúng ta à, can thiệp về hấp ở phía trên dây thanh về trao đổi khí thì à, à, đây là một cái cấu trúc cơ bản của màng phía nam mao mạch thì chúng ta biết là rất là mỏng và À, cấu trúc xung quanh nó là một cái lớp mao mạch và chúng ta nhìn thấy các mạch máu ở à, trên đây thì à, cái cơ chế của chúng của trao đổi khí thì chúng ta biết cũng trước rồi đúng không? ạ đó là sự trao đổi của oxy và CO2 thì oxy à, được à, đi vào từ trong phế nang vào trong mao mạch và theo à, cái sự chênh lệch về nồng độ cũng như là áp suất và nồng độ thì à, về nguyên tắc là oxy ở trong phế nang bao giờ cũng cao hơn ở trong mao mạch của chúng ta về áp suất thì nó phụ thuộc vào áp lực dương hay áp lực âm, đúng không? thường là chúng ta khi mà chúng ta thở máy thì chúng ta có áp lực dương chính vì lý do như vậy thì cái trao đổi oxy nó sẽ tốt hơn. cái trao đổi thứ hai là trao đổi theo chiều ngược lại đó là CO2 thì CO2 sẽ đi từ trong mao mạch đi vào trong uh, phế nang của chúng ta và cái sự trao đổi CO2 này là hoàn toàn thủ động, đúng không? sự chênh lệch về uh, nồng độ hạ uh, và áp suất của hai bên uh, nó sẽ giúp cho CO2 sẽ đi từ trong phế nang ra uh, và từ, từ trong ma mạch trong phế nang. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà CO2 ở trong máu muốn giảm được ấy thì cái CO2 ở trong phế nang của chúng ta cũng phải giảm. Có nghĩa là cái quá trình trao đổi khí hay là quá trình thông khí của chúng ta giữa uh, bên ngoài và phế nang nó phải được thông suốt thì khi đó cái CO2 của chúng ta mới được thải ra bên ngoài. Đa phần cái tăng CO2 là do cái hậu quả của quá trình thông khí mà ở đây chúng ta đang đề cập nhiều nhất đó là là thông khí nhân tạo có nghĩa là chúng ta sử dụng cái biện pháp nhân tạo để đưa cái không khí vào và đôi khi thì có thể là, là kéo cái không khí ở trong phế nang đi ra bên ngoài nhưng đa phần là chúng ta đưa không khí từ bên ngoài vào bên trong và nếu chúng ta so sánh giữa thông khí xâm nhập và không xâm nhập thì trên cái hình này nó cho chúng ta thấy được rõ cái điều mà tôi vừa đề cập ở trên xâm nhập là gì ạ chúng ta sẽ đặt ống nội khí quản đi vào trong khí quản của bệnh nhân đúng không ạ và hoặc là mở khí quản tức là chúng ta sẽ mở một cái đường rạch phía dưới của của thanh môn thì đây là cái hình ảnh ở trên trên slide là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thông khí uh, xâm nhập ở bên tay trái uh, và bên tay phải của chúng ta là cái thông khí không xâm nhập qua mask đúng không ạ thì đây là một cái cách uh, rất là đơn giản mà hầu hết các cái bệnh phòng uh, nội khoa có thể uh, làm được tôi đề nghị các bạn nhé là trong lớp thì các bạn không nói chuyện riêng bởi vì uh, đây là một cái lớp học thì cũng nó cũng ngắn thôi nó cũng chẳng phải là cả cuộc đời đúng không đâm ra là chúng ta chỉ vào lớp là chúng ta tranh thủ nắm bắt được cái gì hoặc là có những cái kiến thức gì có thể hỏi ở cuối buổi ấy, thì chúng ta chúng tôi thường dành rất nhiều thời gian để các bạn hỏi tuy nhiên là các bạn ở trong lớp ấy, thì nhiều chuyện quá đâm ra là có khi các bạn chẳng có gì hỏi đâu bởi vì các bạn chẳng quan tâm điều thứ hai là có thể các bạn đã phải đi trực mà nội chú thì hay phải đi trực nhiều thì uh, nếu mà các bạn thấy có buồn ngủ thì ra ngoài mua cà phê hoặc là hóng mát cũng không việc gì phải ngủ trong lớp đúng không? Chúng ta phải thống nhất nhau như vậy cho nó thoải mái. Về chỉ định của thở máy xâm nhập thì đây là ba cái chỉ định lớn. Chỉ định thứ nhất là liên quan đến suy hấp. Thứ hai là để dùng cái thở máy xâm nhập đó để điều khiển cái nồng độ CO2 trong máu. Trong một số tình huống chúng ta phải làm việc như vậy. Và thứ ba là liên quan vấn đề tim mạch của các bạn đó là chúng ta phải làm giảm công của cho tim, đúng không ạ? thì đây là cái ba cái chỉ định chính khi mà quyết định thở máy xâm nhập. thì các bạn sẽ thấy ở trên bệnh phòng những cái chỉ định đó, nó nó hiển hiện ra cho, cho các bạn rất là rõ. Ví dụ như là đa phần các bạn có thể trực ở hồi sức cấp cứu hoặc là các bạn trực ở C1 thì rất nhiều cái chỉ định mà chúng tôi liệt kê ở trên đây. Về suy hấp là gì ạ? Suy hấp là có mấy cái trên bảng các bạn sẽ nhìn thấy là à, đây là những cái tiêu chí cơ bản để chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân suy hấp. Ví dụ như là cái VT của bệnh nhân giảm đi đúng không ạ? so với bình thường thường là chúng ta đặt cái VT khoảng 10 ml trên kg cân nặng thì đây là VT của uh, giảm xuống một nửa so với bình thường thứ hai là, là tần số thở tăng lên thường là trên 30, nhân, 35 lần uh, trên một phút và cái hậu quả của hai cái hiện tượng trên chúng ta sẽ nhìn thấy là thay đổi về oxy và thay đổi xe hai máu ví dụ như là oxy giảm xuống dưới 60 mm thủy ngân và CO2 tăng trên 50 mm thủy ngân. Đấy là những tiêu chí được gọi là trần đoán là bệnh nhân của chúng ta bị suy hấp cấp. Đúng không ạ? Thì những cái suy hấp cấp thường gặp trong những bệnh lý gì thì chúng ta nhìn thấy là có thể là đa phần là gặp ở phổi hoặc là tái phổi. Thì các cái bệnh lý mà các bạn gặp nhiều trong tim mạch sẽ liên quan đến câu chuyện là có thể bị phu phổi, đúng không ạ? Phu phổi cấp. Đúng không ạ? Các cái bệnh lý khác thì có thể ít hơn ở trong tim mạch như là tái biến cũng có thể gặp ví dụ như tai biến mà gây ra tổn thương trung tâm hô hấp cũng thể học nhưng mà các bạn sẽ ít gặp những bệnh nhân ví dụ bệnh nhân ổ độc bệnh nhân các liệt thần kinh cơ có thể gặp nhưng mà cũng rất là ít gặp về uh, cái chỉ định thứ hai chính là chúng ta phải điều chỉnh cái nồng độ co ấy. thì uh, cũng thường là gặp trong những nguyên nhân chấn thương nhiều nhất hoặc là trên những bệnh nhân mà có tai biến mà chúng ta phải can thiệp rất là mạnh mẽ về áp lực nội sọ thì thường là những trường hợp bệnh nhân mà bị những cái bệnh như này á thì là chúng ta phải có một cái đặt sẵn một cái 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 cảm biến vào trong não để chúng ta có thể đo được cái áp suất ở trong đó hoặc áp lực nội sọ đấy để nhờ cái cái việc đo đạc đó thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái CO2 để làm cho cái áp lực nội sọ nó giảm đi nhưng mà cái này nó rất là ít nếu như các bạn mà quan sát thấy là trên lâm sàng ấy chúng ta mà sử dụng cái máy thở để mà can thiệp CO2 để làm giảm áp lực nội sọ thì thường là rất là thoáng qua chứ nó không tạo ra một tác dụng, một cái hiệu quả bền vững. Thì một số trường hợp khác, ví dụ như là chỗ chúng tôi thì bệnh nhân có những hội chứng liệt thần kinh hoặc là bệnh nhân có tăng thân nhiệt ác tính thì chúng tôi vẫn có thể sử dụng các cái biện pháp can thiệp nhưng mà cái này cũng rất là ít. Về tim mạch thì ở đây chúng ta sẽ thường gặp trong hai cái bối cảnh đó là bệnh nhân bị suy tim và bệnh nhân có tổn thương tim do trên bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn thì chúng tôi thường là chủ động sẽ can thiệp đường thở sớm và thở máy sớm để làm giảm công hấp mà công thở cái công thở của bệnh nhân và cái công thở đó chính là cái lượng oxy mà cơ hấp của chúng ta cần phải tiêu thụ và nhờ cái việc cải thiện đó sẽ giúp cho chúng ta chúng ta sẽ bảo vệ được cái lượng đó dồn cái lượng oxy đó và lượng máu đó về tim Đúng không? tuy nhiên thì cái câu chuyện này nó cũng rất là nó không phải là bắt buộc bởi vì cái câu chuyện là khi mà các bạn mà thấy một bệnh nhân có suy tim hoặc là sốc tim, thì nhiều khi là chúng ta chỉ có chú ý đến vấn đề tim mạch thôi, thì uh, uh, nó có thể là chỉ giải quyết được một một cái cái mức độ nhất định. Ví dụ như là cải thiện về tim mạch, các bạn có rất nhiều biện pháp như là uh, thầy Tuấn vừa nói đó, có rất nhiều biện pháp. Nhưng mà đến khi mà chúng ta trong cái thời gian chờ đợi những biện pháp đó, đúng không ạ? thì có thể là bệnh nhân đã ngừng tim mất rồi. thì cái quan điểm của chúng tôi là gì? cái những nhóm bệnh nhân tim mạch đó chúng ta có thể can thiệp sớm về mặt hô hấp, đặc biệt là gì? có thể can thiệp thủ thuật một cách gọi là xâm xâm lấn. ví dụ như là chúng ta đặt nội quản sớm và mặc, và và thở máy sớm. cái điều thứ hai là uh, tiếp theo là tôi sẽ nói về cái câu chuyện là cái tác động của thở máy đối với cái hệ cơ quan của chúng ta. thì câu chuyện này là một câu chuyện mà chúng ta cần phải chú ý. Bởi vì nếu như chúng ta thở máy mà chúng ta không biết nó cái đấy là một cái biện pháp uh, nó có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân thì chúng ta đôi khi vì là không biết là chúng ta sẽ để những cái biến chứng xảy ra trên nó. Thì những cái tác động đó có thể gặp ở trong đầu, ví dụ như là nhìn thấy là nó có thể ảnh hưởng trên phổi. Thì uh, nó có thể gây ra hiện tượng là tăng cái sân ở trong phổi làm cho những cái quá trình mà thông khí tươi máu nó bị đảo lộn nó bị mất tương xứng đúng không ạ cái thứ hai là một cái biến chứng mà chúng ta thấy rằng là hoặc là một cái tác động mà chúng ta thấy rằng nó rất là mâu thuẫn với thở máy thở máy là chúng ta sử dụng một cái áp lực dương đẩy vào đúng không ạ thì áp lực dương nó thường làm cho chúng ta cái phổi chúng ta nó bị giãn ra nó căng ra nhưng mà thở máy thì lại ngược lại lại gây ra xẹp phổi thì đây là một cái tác động mà cũng phải lưu ý bởi vì nếu mà chúng ta để cho thở máy mà sạc phổi thì làm sao những cái vùng phổi lành á, sẽ chịu được cái tác động lớn hơn và càng ngày nguy cơ của nó tăng lên những cái tác động khác ví dụ tác động về áp lực thì các bạn hiểu rồi tức là đây là chúng ta sử dụng áp lực dương do đó mà khi mà cái phổi nó bị căng quá mức thì sao dẫn đến những cái, cái hậu quả đúng không hậu quả ví dụ như là hậu quả gì chúng ta thường thấy hậu quả gì liên quan đến uh, căng quá mức tràn khí đúng không ạ tức là nó bị vỡ cái tổn thương cái cái phổi của, của bệnh nhân nó ra đúng không ạ đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy rất là thô đại tức là nó có những trường hợp là chúng ta đặt ống xong chúng ta cho bệnh nhân thở máy hoặc là bóp bóng thì bắt đầu xuất hiện tràn khí thì những bệnh nhân đấy nguy cơ tử vong rất là cao các cái tổn thương mà chúng ta có thể không nhìn thấy ví dụ như là tổn thương sinh học chẳng hạn cái tổn thương chúng ta không nhìn thấy tức là khi mà cái hiện nay thì cái việc mà tổn thương phổi mà liên quan đến thở máy được trở thành những cái chủ điểm rất là được rất nhiều người người ta quan tâm và thảo luận đúng không ạ? Thì người ta thấy rằng là nếu như mà anh mà à, thở cho bệnh nhân với một cái thể tích cao, với cái áp lực cao thì sợ nó dẫn đến cái hậu quả là chính cái cái phổi lành của chúng ta nó bị tổn thương và nó sẽ sinh ra các cái 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 chất gây viêm đúng không ạ? Hay là các cái cái marker viêm nó sẽ tăng lên. Và những cái cái chất gây viêm nó sẽ đi tổn thương tất cả các cơ quan trong cơ thể. Thì đây là một cái cái hậu quả tiếp theo À, ngoài ra thì thở máy là một cái hậu quả chúng ta nhìn thấy rất rõ ở trong cái các cái đơn vị à, hồi sức của chúng ta đó là viêm phổi bệnh viện đúng không viêm phổi liên quan thở máy thì thường là thở máy trên 3 ngày là chúng ta đã đã thấy ăn đủ rồi và thấy bắt đầu phổi bệnh nhân tổn thương này đúng không ạ bắt đầu sốt lên rồi đờm bắt đầu xuất hiện đổi màu và gì ạ sau đó thì bệnh nhân rơi vào tình trạng là nhiễm khuẩn đúng không ạ? rồi nhiễm khuẩn huyết ở sốc nhiễm và thậm chí rất nhiều người tử vong. Và một trong những cái mà à, chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà chúng ta thở máy và thậm chí thở oxy thôi. Thở oxy bây giờ là gì ạ? Là nguy hiểm. Vì oxy có thể gây ra cái gọi là ngộ độc oxy. Đúng không? Chúng ta biết từ trước là trong cái nguyên tắc xử lý của xử trí của à, bệnh nhân nhiều máu có tim ấy, chúng ta có mona đấy. Oxy là một trong cái, cái nguyên tắc đó. Nhưng hiện nay là gì? Cái quan điểm hiện nay là chúng ta chú ý là oxy chỉ chỉ định, thậm chí trong nhiều máu cơ tim là chỉ định cho những trường hợp bệnh nhân có giảm oxy thôi, chứ không được chỉ định bừa bãi. Vậy thì đối với thở máy cũng thế, ngộ độc oxy nó có thể ảnh hưởng đến tim giống như là các bạn thấy trong nhiều máu cơ tim của các bạn. Nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đối với hồi sức cấp cứu ở trên bệnh nhân hồi sức cấp cứu ấy là bệnh nhân sẽ bị sơ phổi. Đúng ạ? Thì cái cái sơ phổi là là cái hậu quả mà rất nhiều bệnh nhân của chúng ta đang phải đối mặt với ví dụ ở đây hiện nay chúng ta biết là bệnh viện Bạch Mai nhé là chúng ta có thể có ECMO để giữ cho cái phổi của chúng ta nhưng mà ECMO xong nhưng cái phổi nó không thể hồi phục được bởi vì giai đoạn sau của cái tổn thương phổi cấp đó là là bị sơ phổi và có rất nhiều bệnh nhân ấy là họ cứ phải chạy ECMO mãi 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 để chờ có một cái phổi để họ ghép và chúng ta hiện nay chúng ta chưa ghép được phổi do đó mà nếu mà để những cái biến chứng mà À, gây sơ phổi nó xảy ra thì hầu hết các bệnh nhân của chúng ta sẽ bị thất bại. nào chúng ta sẽ đề cập một chút về các cái biểu hiện các cái rối loạn về thông khí và tưới máu hoặc là thông khí khoảng chết. thì đây là một cái hình ảnh tôi cũng mượn ở trên mạng thôi. nó nói cho chúng ta biết là cái thông khí bình thường là như nào và thông khí thế nào được gọi là thông khí khoảng chết và thông khí thế nào được gọi là sưng phổi. thì à, bình thường thì chúng ta biết là à, thông khí bình thường ấy là cái lượng máu và lượng khí à, được trao đổi ở phía nam của chúng ta bằng theo tỷ lệ là một một đúng không một một thì được gọi là bình thường có nghĩa là lượng máu và lượng khí bằng nhau vậy thì máu lên phổi bao nhiêu thì thì gọi là thường ở đây các bạn ở tim mạch thì máu thường lên phổi là bao nhiêu ạ trong một phút ạ bao nhiêu máu lên phổi bao nhiêu bao nhiêu bạn? 4 lít đúng không? Đúng không? 4 lít thì tầm như lại 4 đến 5 lít đúng không ạ? Thì à, khí nó cũng trao đổi như vậy, nó cũng trao đổi tầm 4 5 lít. Nhưng mà chúng ta biết rằng là, là không phải là khi nào trong phổi của chúng ta cái cái trao đổi khí nó cũng được à, là 1 1 đúng không ạ? Nó không phải là 1 1. Ví dụ cái vùng ở trên đỉnh phổi hoặc là vùng khi mà chúng ta ở tư thế nằm chẳng hạn thì vùng phía trước của chúng ta là sao? Thì không khí nó đến dễ hơn đúng không? do đó thì nhiều khí hơn và máu thì sao ạ? ít hơn đúng không? như vậy là tỷ lệ của thông khí chia cho tưới máu là gì ạ? lớn hơn một. và ngược lại gì ạ? ở vùng đáy phổi hoặc là vùng phía sau khi mà chúng ta nằm á, bệnh nhân nằm á, thì thông khí thế nào ạ? đến ít hơn đúng không ạ? khí đến ít hơn, còn tưới máu sao? máu đến nhiều hơn đúng không ạ? thế như vậy là dưới một. chính vì lý do như vậy thì người ta cho phép là thông khí và tưới máu theo tỷ lệ có thể dao động từ 0,8 đến 1,2 đúng không ạ theo tỷ lệ thông khí và tưới máu vậy thì nếu như cái tỷ lệ đó không phải là 0,8 đến 1,2 thì người ta chúng ta gọi đó là rối loạn thông khí tưới máu ví dụ là 0,7 có nghĩa là có hiện tượng là không khí đến quá nhiều đúng không so với tưới máu ví dụ là 1,3 có nghĩa là gì ạ thông khí thì đến là thông khí là đến quá nhiều so với máu còn ngược lại không 17 là thông khí đến uh, máu đến quá nhiều so với với thông khí đúng không ạ đấy cả hai cái hiện tượng của hai cái cực đó đều chúng ta đều gọi đó là rối loạn về thông khí tế máu đúng không ạ thế thì khoảng chết là gì ạ khoảng chết là gì ạ các bạn đã nghe từ khoảng, khoảng chết là gì ạ chúng ta có khoảng chết không khoảng chết nó là chính là cái gì đấy ạ khoảng chết là không khí ở trong đường ống dẫn khí đấy được gọi là khoảng chết giải phẫu đúng không tức là đấy là do cái đặc điểm của giải phẫu tạo ra thế ngoài ra nữa thì khoảng chết nó còn có một cái khoảng chết nữa gọi là khoảng chết sinh lý nữa đúng không ạ là gì ạ là không khí ở trong mừng ở trong hệ thống ống nhưng mà không được trao đổi với máu đúng không ạ ví dụ là trong trường hợp gì nó không được trao đổi với máu trong trường hợp là cái phổi của chúng ta bị xẹp lại đúng không cái phía đàng chúng ta xẹp lại thì làm gì có khí đến đấy để mà trao đổi đâu à đúng không ạ khí nó không đến đấy để trao đổi như vậy khí đấy nó cũng không không trao đổi được đúng không Đấy, thì đấy là một cái thứ hai là có thể là gì có, có thể là những cái không khí nó có những vùng nó giãn ra nó đến quá nhiều chẳng hạn thì cũng là dạng như vậy thì đúng không ạ Chứ là không có sự trao đổi khí và mọc thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là gì không khí của chúng ta không được trao đổi thì cái khoảng chết của chúng ta sẽ tăng lên đúng không ạ cái số đấy sẽ tăng lên và nếu mà hoàn toàn không được trao đổi thì đấy nó sẽ cộng thêm vào cái khoảng chết giải phẫu làm cho khoảng chết chúng ta tăng lên thì đây là một trong những cái mà chúng ta phải lưu ý ở trên bệnh nhân bình thường trong cái bệnh sinh của bệnh nhân đã có cái khoảng chết tăng lên thế còn nếu như bệnh nhân của chúng ta mà lại phải thở máy thì khoảng chết có tăng lên nữa không ạ trên bệnh nhân thở máy thì có khoảng chết gì nó làm cho chắc chắn là khoảng chết nó có vấn đề đúng không bởi vì cái đường ống của bệnh nhân có rất nhiều cái khoảng đường ống mà có hiện tượng là sao ạ nó không được trao đổi khí thì nó cũng làm cho tăng khoảng chết vậy thì những cái bệnh nhân thở máy là khoảng chết cũng sẽ bệnh tăng lên thì đây là một cái điểm cho các bạn lưu ý là chú ý là khi thở máy chúng ta có thể làm tăng khoảng chết và một trong những cái động tác rất quan trọng của cái người mà bác sĩ lâm sàng ấy là chúng ta phải làm thế nào đó để làm giảm cái khoảng chết đó đi. Đúng không? Đây là một. Nào, bây giờ đến hiện tượng tiếp theo là sân phổi. Sân phổi là gì ạ? Sân phổi là gì ạ? Sân là gì ạ? Sân là hiện tượng mà nó nối tắt đúng không? Nó không có cái hiện tượng mà máu được, máu là gì không đến được phía nang để trao đổi đúng không? Thì thường là gặp trong trường hợp là có cái vùng nào đó của phổi mình là không có máu từ đến đi đến được. ví dụ như là trong trường hợp tắc mạch phổi và điển hình của sân đúng không ạ thì trong trường hợp đó thì chúng ta biết là trên những bệnh nhân của chúng ta thì rất nhiều trường hợp bệnh nhân thở máy của chúng ta lại có cái hiện tượng là cái vùng tưới máu đó bị suy giảm đúng không ạ vì rất nhiều lý do đúng không? Ạ? trong đó tắc mạch phổi là chỉ một trong những lý do đó vậy thì nếu như trong trường hợp sân ở trong phổi thì Chúng ta có cách gì để cải thiện độ oxy cho bệnh nhân không? Có những cách gì mà chúng ta có thể cải thiện oxy? Ví dụ bây giờ nếu mà bệnh nhân thiếu oxy đúng không? Bệnh nhân của chúng ta chúng ta thấy là đánh giá về lâm sàng, về xét nghiệm khí máu là chúng ta thấy có thiếu oxy. Đúng không? Chúng ta muốn cải thiện cái oxy cho bệnh nhân thì việc đầu tiên chúng ta làm là cái gì ạ? Những việc mà khi bệnh nhân đang thiếu oxy thì các bạn làm cái việc gì đầu tiên ạ? Chúng ta cho bệnh nhân thở oxy. Đúng không? Chúng ta cho bệnh nhân thở oxy là cái việc đầu tiên chúng ta có thể làm được khi mà thấy bệnh nhân thiếu oxy. Thì nếu thở oxy theo các bạn nhá. Thì nếu mà bệnh nhân của chúng ta chỉ có vấn đề về thông khí và tưới máu thì oxy được cải thiện không? Oxy ở trong máu có được cải thiện không nếu mà chúng ta cho thở oxy? Sẽ được cải thiện đúng không? Nếu mà vấn đề đó chỉ là vấn đề là gì? Là do cái sự bất tương xứng thôi. Thì cái oxy ở trong máu của chúng ta nó sẽ cải thiện là bởi vì là oxy trong phế nang chúng ta giàu hơn, nhiều hơn, đúng không? Thế nếu như bệnh nhân của chúng ta bị thông khí, bị sân ở trong phổi thì oxy có được cải thiện không? Không cải thiện, đúng không ạ? Trong trường hợp đó thì oxy sẽ không cải thiện Bởi vì chúng ta chỉ cung, cung cấp oxy nó giàu lên ở trong ma mạch, ở trong cái phế nang của chúng ta thôi Chứ ma mạch nó có được tiếp cận đâu thì không khí đó cũng không giải quyết được cái cái oxy đó cũng không giải quyết được vấn đề ở trong sân phổi vậy thì khi có sân phổi ấy thì một trong những biện pháp rất là quan trọng để giải quyết vấn đề oxy đó là bắt buộc phải cho bệnh nhân thở máy áp lực dương đúng không ạ thở máy áp lực dương bởi vì khi đó là gì ạ à, thở máy áp lực dương sẽ mở ra rất nhiều các cái phế nang của chúng ta đúng không ạ mở rất nhiều phế nang và cung cấp là gì ạ để là làm cho cái việc mà giữa máu và khí nó sẽ được tiếp xúc với nhau tốt hơn. Thì đây là một trong những cái rất là quan trọng khi mà chúng ta cân nhắc cái vấn đề là chỉ định cho bệnh nhân thở máy. Đó là khi chúng ta cho bệnh nhân đó thở oxy mà oxy tăng lên rồi nhưng cái đáp ứng của bệnh nhân một là không đáp ứng, hai là đáp ứng không tương xứng thì đấy là những cái thời điểm chúng ta phải nghĩ đến chuyện hỗ trợ về mặt thông khí cho bệnh nhân. Nào về tác động của tim mạch thì thở máy áp lực dương nó tác động rất là lớn trên tim mạch như các bạn đã biết ấy thì muốn có được dầu oxy hơn ở trong máu của chúng ta thì việc đầu tiên như tôi nói ở trên đó là chúng ta làm dầu cái nồng độ oxy ở trong tăng cái nồng độ oxy ở trong cái nang lên đúng không cái cách thứ hai là chúng ta tăng cái áp lực bơm vào đúng không? đó chính là chúng ta sử dụng áp lực dương vậy thì áp lực mà trên máy thở bơ bơm vào phổi ấy, càng lớn bao nhiêu thì oxy trong máu của bệnh nhân càng nhiều bấy nhiêu đúng không theo tỷ lệ về áp suất đúng không ạ đúng không thì khi vì chính vì lý do như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tăng áp lực lên thế thì bây giờ câu hỏi được đặt ra là bình thường á nếu mà bạn mà đặt ống cho các bạn ví dụ đây cho bạn đồng nghiệp bên cạnh bạn đúng không ạ bạn thấy rằng là bạn nhìn thêm trên cái cái đồng hồ trên máy thở của chúng tôi bạn sẽ nhìn thấy một cái áp lực dương bình thường là, là là thở máy nó sẽ là thành áp lực dương mà thì theo bạn áp lực dương bình thường của các bạn nhìn thấy trên máy thở là bao nhiêu theo các bạn là là con số bao nhiêu bạn cho tôi một con số nào xin mời bạn nữ đầu tiên theo em là bao nhiêu Đứ, bình thường ấy, theo em ví dụ em đặt ống cho cái bạn bên cạnh nữ bên cạnh mặc áo xanh kìa xong bạn cài đặt các thông số và bạn đo thấy đồng hồ trên máy là đo một cái áp lực dương một cái áp suất dương nào đó đúng không ạ? Thế bạn theo bạn con số là bao nhiêu? là 5 là do mình đặt chứ còn cái trên máy nó sẽ hiện ra con số là bao nhiêu áp lực đỉnh ấy là bao nhiêu? nếu pp là bao nhiêu? 15 20 ồ thế là bạn chứng tỏ cái phổi của bạn bên cạnh của chúng ta đang bị tổn thương rất nặng đúng không ạ? Đúng không? Bình thường nó chỉ là gì? Bình thường nó rất là thấp. Bình thường nó chỉ quanh khoảng 5 cm nước thôi. Đó là cái phổi lành. Dưới 5 cm nước. Rất thấp. Bởi vì nó nó phụ thuộc vào cái gì? Tại sao tôi có số đấy là nó phụ thuộc vào cái độ giãn nở của phổi. Bình thường độ giãn nở của phổi của chúng ta nó sẽ cứ 1 cm nước bơm vào phổi thì chúng ta được khoảng 100 cc. Đúng không? Ví dụ như của các bạn là VT của bạn mỗi một lần bơm ấy nó khoảng từ 4 đến 500. Thì như vậy thì bạn thấy là trong phổi của bạn sẽ áp lực thì cao nhất cũng chỉ được 5 cm nước đúng không đấy thì đấy là cái mà ví dụ đấy là bình thường thế thì bây giờ nếu mà bạn muốn oxy nhiều hơn thì bạn sẽ tăng áp lực lên đúng không bạn sẽ tăng lên là 10 cm nước ví dụ như bạn gái vừa nói là 15 cm nước 20 cm nước thì chúng ta sẽ tăng được 2 3 đến 4 lần cái áp suất trao đổi áp lực ở trao đổi oxy đúng không đúng không ạ thì như vậy oxy của chúng ta sẽ tăng rất cao nhưng mà cái hậu quả của vấn đề đó là gì nếu mà chúng ta tăng áp, tăng áp lực thì cái điều gì sẽ xảy ra tăng áp lực lên điều gì sẽ xảy ra áp lực ở trên phổi của chúng ta tăng lên áp lực trên phổi tăng thì là điều gì sẽ xảy ra nó làm cho cái tương tác tim phổi giữa tim phải tim trái của chúng ta sẽ giảm đi và lượng máu của hai bên sẽ giảm đi đúng không ạ sẽ làm tụt huyết áp như vậy một trong cái hậu quả đầu tiên ấy, đó là giảm khung lượng tim và tụt huyết áp là hậu quả đầu tiên khi nói về thở máy như vậy thì có một số trường hợp ví dụ các bạn đặt ống xong bắt đầu cho bệnh nhân thở máy thì bắt đầu huyết áp tụt xuống đó. vì lý do là sao ạ đây là một trong những hậu quả là khi cái áp lực dương nó sẽ gây ra cái cái tác động trên tim cho bệnh nhân Đúng không ạ? thì lúc đó là chúng ta phải tìm một, một cách để chúng ta đảm bảo được cái cái cung lượng tim của bệnh nhân ví dụ có những trường hợp ví dụ bệnh nhân vào là suy hấp người ta thở nhanh quá bắt đầu người ta mất nước cho khi mà chúng ta đặt ống vào cái là bản thân lúc trước là gì là do cái vai trò của thần kinh thực vật họ hoạt động rất là mạnh sau đó nó còn duy trì được huyết áp nên khi mà chúng ta bắt đầu đặt ống và bắt đầu chúng ta dùng an thần và giãn cơ thì mất luôn cái thần kinh thực vật thì bắt đầu là gì ạ nó giãn mạch và bắt đầu bệnh nhân tụt huyết áp như vậy là chúng ta lưu ý là những cái bệnh nhân mà sau khi thở áp dương mà có tụt huyết áp thì rất là lưu ý là có thể ảnh hưởng cung lượng tim làm thế nào đó thì chúng ta việc đầu tiên để tránh việc ảnh hưởng tim mạch ấy, là chúng ta phải tối ưu hóa được cái cung lượng tim của bệnh nhân À, ngoài ra thì nó có là có thể làm tăng cái áp lực động mạch phổi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết là khi thở áp lực dương thì sao ạ? Chính cái phế nang của chúng ta nó sẽ ép vào ma mạch phổi và làm cho tăng cái sức cản mạch phổi. Đấy là một cái mà cũng phải lưu ý là trong một số trường hợp bệnh nhân của chúng ta có tăng áp động mạch phổi sẵn rồi thì khi thở máy sẽ làm càng trầm trọng hơn cái tình trạng tăng áp động mạch phổi đó về cái phần tiếp theo là tôi sẽ trình bày về các cái phương thức và mốt thở thì ở đây chúng tôi sẽ nói về một cái cơ bản thôi hết sức cơ bản về thở máy đó là à, chúng ta phải biết là bệnh nhân đó là thở là kiểm soát về thể tích hay là kiểm soát về áp lực là hai cái mốt cơ bản nhất ngoài ra thì hiện nay thì các cái máy thở họ còn cho phép chúng ta kiểm soát được cả hai cả thể tích và áp lực thì người ta gọi là kiểm soát kép. nhá như vậy là chúng ta sẽ thấy là à, khi cài đặt thông số của máy thở bao giờ người ta sẽ nói cho chúng ta là À, sẽ chọn là kiểm soát về thể tích hay là VCV hay là kiểm soát về áp lực PCV hay là chọn cả hai thì các bạn chú ý à, thì vì thời gian bây giờ chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những cái cơ bản nhất đó là kiểm soát về thể tích và kiểm soát áp lực về chế độ thì đó là chính là cái cách thức mà chúng ta đưa một cái nhịp thở bơm một cái nhịp thở vào cho bệnh nhân và các cái, cái 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 chu kỳ của cái cái nhịp thở đó nó như thế nào thì nó sẽ quyết định các cái chế độ thở thì có ba cái chế độ thở cơ bản thôi đó là ac simv và cpap các bạn nắm được nào đây là một cái cái mốt thở hay là một cái phương thức thở gọi là kiểm soát về thể tích hay là vcv nó hiện ở trên hình ảnh của các bạn bản chất của vấn đề về kiểm soát là gì ạ chúng ta bơm vào phổi một cái thể tích khẳng định đúng không ạ kiểm soát thể tích đó có nghĩa là bơm vào phổi một cái thể tích khẳng định vậy thì mỗi một cái nhịp thở là của bệnh nhân ấy, mà máy thở nó bơm ấy, là một cái thể tích không thay đổi thì đấy nó gọi là kiểm soát về thể tích thì nó giống như cái gì ạ giống như là chúng ta uh, bóp bóng vậy đúng điển hình như là chúng ta bóp bóng nào thì bên tôi hỏi là ở đây các bạn đã ai từng trong cuộc đời mình bóp bóng một lần cho bệnh nhân dơ tại dơ tại uh, hầu hết là các bạn đã bóp bóng rồi đúng không ạ Thế thì bình thường làm thế nào để chúng ta biết là bóp bóng cho bệnh nhân là không quá nhiều khí và không quá ít khí thì chúng ta bóp như nào ạ? Xin mời cái bạn áo xanh bên cạnh mà bạn vừa bị bạn áo trắng cho thở với áp lực 15 đến 20 cm nước là bạn bóp bóng như nào bạn mô tả cho tôi nghe. bóp hết cả của bạn. Bóp nửa của bóng Ok, rất cảm ơn bạn. Như vậy là bạn bóp nửa của bóng cho bệnh nhân khi bệnh nhân hít vào như vậy. Bạn ấy rất là tốt là gì bạn ấy đã quan tâm đến vấn đề bệnh nhân đúng không Nhìn vào bệnh nhân khi bệnh nhân hít vào là bạn ấy bóp theo bệnh nhân thôi chứ không được có một số bệnh một, một một số bác sĩ của chúng ta cứ bệnh nhân thở ra là bóp vào. Đấy. Cứ để xem là bệnh nhân khỏe không. Đúng không ạ? Nào mời bạn ở phía trên. Thế bình thường có bóng là bao nhiêu cc để bạn bóp một một nửa ba trăm năm mươi bốn trăm tức là bạn làm cho nhi khoa bạn là bác sĩ nhi khoa tim mạch à, một bình thường là quả bóng cho người lớn nó khoảng lít rưỡi và có có quả nhỏ hơn thì một lít và năm trăm ba trăm tùy theo là đối tượng Đúng không? thế nếu mà chúng ta nửa quả bóng lít rưỡi là sẽ là bao nhiêu ạ sẽ là bảy trăm rưỡi Đúng không? và VT bình thường cho người ta được loại thể tích khí lưu thông bình thường của chúng ta không bao giờ lên 700 cả. 7 rưỡi tức là chúng ta đang vận cơ hoặc là đang gắng sức thì người ta sẽ thảo khoảng 7 rưỡi ví dụ như là chạy như thì trong trường hợp đó thì thường là người ta phải bóp chỉ có một phần ba của bóng thôi chứ không bao giờ bóp nửa của bóng cả và thực tế là khi mà dạy cho sinh viên là tất cả các đối tượng người ta bóp bóng thì thậm chí là gì dạy rất là chuẩn bóp bóng rất là chuẩn nhưng mà khi các bạn bóp bóng người ta chỉ nói là quy định là gì có dùng có hai ngón tay để bóp đúng có hai ngón tay của một bàn tay để bóp nó nhẹ như thế chứ không phải là cầm thế này này, 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 này này cái này, này, phải là cái này là chúng ta chúng ta chiến đấu với bệnh nhân và chúng ta sẽ thách thức cái phổi của người ta xem là chúng ta sẽ gây ra tổn thương toàn bộ phổi và chúng ta phải đưa ra thông điệp là gì bác vì tôi yêu quý bác nên tôi sẽ đánh dập phổi của bác đúng không ạ thì đa phần là chúng ta đánh dập phổi của bệnh nhân thì ngay cả tôi là là cái chuyên về vấn đề mà giảng và đào tạo về thảo máy rồi bóp bóng rất là nhiều nhưng mà tôi đã bóp bóng thực trên cái mô hình ấy, thì tôi phát hiện ra là tôi bóp là thường là lên đến lít 2 đến lít rưỡi tức là thể tích rất là cao bởi vì là khi mà mình bóp như vậy thì bao giờ mình cũng hay chú ý hoặc là cái tâm lý nó nó có vấn đề gì đó ví dụ như đang cuống lên chẳng hạn thì lập tức là bóp rất nhanh và rất mạnh chứ không bao giờ được như là chúng ta nghĩ đâu Do đó cái quan điểm của tôi ấy là nếu như có máy thở thì không nên bóp bóng để vận chuyển bệnh nhân, kể cả vận chuyển thế. Cái vận chuyển như vậy nó phải cần cái sự chính xác. Chứ còn nếu mà chúng ta bóp bóng thì cái nguy cơ tổn thương phổi do cái bóp bóng sẽ tăng lên rất là nhiều. Thế thì để mà nói vậy, đấy là một cái rất là thô đại về cái câu chuyện thể tích. Tức là chúng ta nhìn rõ ràng nhìn cái thể tích và chúng ta bóp bóng làm cho cái 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 thể tích mà chúng ta kỳ vọng vào phổi nó cũng chỉ giống như là chúng ta kỳ vọng đấy là 1 phần ba là tương ứng với khoảng 500 cc gì đấy nhưng mà trong cái máy thở của chúng ta chúng ta biết là trong máy thở các bạn nhìn thấy rồi đúng không ạ ở đây đã từng ai các bạn đã nhìn thấy máy thở bao giờ trong cuộc đời giơ tay à đây một cũng đa phần là đã nhìn thấy rồi vậy thì trong cái máy thở nó có quả bóng không à cái đèn xếp đấy nó chỉ cho trong trường hợp là chúng các bạn uh, làm về 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 cái mê sức thì các bạn sẽ có cái đó còn trong hồi sức bạn có thấy cái máy thở nào có quả bóng ở trong đấy không? Đúng không? Hầu như là chúng ta không nhìn thấy quả bóng đó. Ngày xưa chúng tôi có một cái máy thở nó có cái quả bóng đó. Nhưng cái nhiệm vụ của bóng đó là để làm vụ nhiệm vụ khác chứ không phải để bóp bóng. Nó có cái quả bóng như vậy. Thế thì trong máy thở không có quả bóng có nghĩa là chúng ta không kiểm soát bệnh nhân bằng cái thể tích. Không có cái thể tích nào để trong đó nó chứa trong quả, trong máy thở sau đó thì nó bơm đúng cái thể tích mà chúng ta cài đặt. Cũng không? không có. Vậy thì máy thở của chúng ta thực chất nó kiểm soát cái vấn đề thể tích bơm vào phổi nhiều hay ít dựa vào cái gì ạ? À, một bạn đã nói đó là dựa vào dòng chảy đúng không ạ? Và tốc độ dòng. Bởi vì là chúng nếu mà chúng ta biết tốc độ dòng và chúng ta biết thời gian thì chúng ta sẽ tính ra được cái thể tích bơm vào phổi. Đúng không ạ? Vậy trên máy thở người ta sẽ cho chúng ta đặt cái gì? Có thể đặt VT đúng không ạ? Tức là cái thể tích chúng ta muốn bơm vào phổi. Nhưng mà máy thở nó sẽ tính toán cho chúng ta một cái khác nó sẽ cho chúng ta đặt cái tốc độ bơm vào phổi nó gọi là dòng đỉnh đúng không ạ tốc độ bơm vào phổi và máy thở sẽ tự động tính ra với cái tốc độ đó với cái VT chúng ta đặt thì thì phải bơm tốc độ là như vậy và trong thời gian là bao nhiêu lâu vậy thì nó sẽ tính ra thời gian thở vào đúng không ạ thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý ở trên hình này rất là rõ là máy thở sẽ điều khiển bằng cách là cho phép chúng ta đặt một cái tốc độ dòng và với cái thể tích mà chúng ta cài đặt thì nó tự tính cho chúng ta cái thời gian mà bơm với cái tốc độ dòng đó, đúng không ạ? thì đây là gọi là kiểm soát thể tích là như vậy. bản chất của đây chính là kiểm soát về dòng chảy chứ không kiểm soát thể tích. họ thì được. nhưng mà vì là người ta quen cái cái kiểm soát thể tích từ trước rồi, nên chúng ta vẫn gọi đó là kiểm soát thể tích chứ còn thực chất nó không phải là kiểm soát thể tích. cái phương thức thứ hai đó là kiểm soát áp lực, đúng không ạ? cái mốt kiểm kiểm soát áp lực là gì ạ? kiểm soát áp lực là người ta chỉ quan tâm đến cái áp lực của đường thở thôi làm sao cho cái áp lực đó nó không vượt quá cái ngưỡng cài đặt của người thầy thuốc lâm sàng ví dụ như trong trường hợp này ấy, người ta cài đặt áp lực đường thở khoảng 20 mươi cm nước giống như bạn vừa nói người ta cài đặt là 20 mươi cm nước vậy thì điều gì xảy ra nếu chúng ta đặt 20 mươi cm nước nữa? điều gì sẽ xảy ra máy thở nó sẽ bơm đúng 20 mươi cm nước đúng không nó không bao giờ hơn cái số đó đúng không ạ và có thể kém tí nhưng mà cũng bao giờ kém quá mức đúng không? như vậy thì Tại sao phải làm cái việc kiểm soát áp lực làm gì ạ? Tại sao phải kiểm soát áp lực trong đường thở làm gì ạ? Nào chúng ta quay lại về cái 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 tương tác với phổi trước các bạn vừa nói đấy. Nếu chúng ta bơm nhiều quá thì sao ạ? Nó có thể bị tổn thương phổi đúng không? Thì kiểm soát áp lực là gì ạ? Chúng ta đã khống chế cái áp lực ở trong phổi làm sao cho nó không gây ra tổn thương phổi. Mục tiêu của vấn đề là như vậy. Đúng không? Thì đấy là một cái mà cũng rất là hay, nghe rất là hay đúng không? thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình đầu tiên ở trên cùng đó, đó là áp lực không bao giờ thay đổi nó liên tục tất cả nhịp thở là áp lực đều dưới cái ngưỡng mà chúng ta đạt là 20 mươi cm nước. Đó. nào vậy thì nếu chúng ta so sánh hai cái phương thức Pcv và VCV thì có những thông số gì ở trên đây đối với máy thở mà khi người ta theo dõi chúng ta sẽ thấy thứ nhất là các cái thông số thì VT là thể tích khí lưu thông, PIP là áp lực đỉnh, p plato là chữ Plato chính là áp lực cao nguyên dạng sóng dòng rồi peak flow là dòng là cái, cái, cái tốc độ dòng đấy hay là cái cung lượng mà chúng ta cài đặt ti là thời gian thở vào t tần ts là tần tối thiểu tức là tần số tối thiểu Đó. thì chúng ta sẽ thấy là các cái phương thức mà về áp lực thì tất cả cái gì liên quan đến áp lực là hẳn định ví dụ áp lực đỉnh là hẳn định áp lực plato hay là áp lực cao nguyên là hẳn định Đó. các cái phương thức mà về thể tích thì tất cả cái gì liên quan đến thể tích là hẳn định ví dụ thể tích bơm vào phổi tức là thể tích khí lưu thông đấy vt rồi peak flow là hàng định đấy, thì đấy là cái chúng ta để so sánh và khi mà một thông số hàng định rồi thì những thông số khác được phép biến đổi ví dụ trong pcv thì ạ thì là thể tích sẽ biến đổi tùy theo cái gì ạ thể tích biến đổi theo cái gì ạ theo cái phổi của bệnh nhân đúng không phổi bệnh nhân cứng thì thể tích bơm vào nó sẽ sao ạ nhiều hay là ít ạ ít đi đúng không ạ? Phổi càng cứng thì thể tích bơm vào phổi ít đi. Nó phụ thuộc vào cái sức cản của đường thở đúng không ạ? Đường thở của chúng ta mà độ ma sát nó lớn. Ví dụ như trong trường hợp mà uh, cái ông nó bị hen tim, ông co thắt thì sao? Thì cái cái sức cản tăng lên thì thể tích cũng sẽ giảm đi. Sức cản tăng là thể tích giảm. Đúng không ạ? Và nếu mà thở VCV thì sao ạ? Vì cái thể tích chúng ta bơm vào hàng định rồi thì nếu thay đổi về cái phổi của bệnh nhân thì áp lực nó cũng sẽ thay đổi sẽ theo đúng không ạ? Ví dụ, nếu mà bệnh nhân có phổi cứng thì áp lực tăng hay giảm ạ? Áp lực sẽ tăng lên. Đúng rồi. Nếu có tăng cái sức cản của đường thở thì áp lực tăng hay giảm ạ? Sẽ tăng lên đúng không ạ? Vậy thì có chúng ta sẽ nhìn thấy ví dụ bệnh nhân của chúng ta co thắt, lập tức là gì? Áp lực đường thở tăng rất cao và máy báo động. Đấy, đấy là chứng tỏ là gì ạ? là tăng áp lực nó làm tăng áp lực uh, tăng uh, sức cản nó sẽ làm tăng áp lực đường thở và nó có thể báo động cho chúng ta đấy, thì đấy là những cái tôi lưu ý ạ? nào về lợi ích của hai cái ông này thì khác nhau gì không ạ thì hai ông này thì thực chất ra nếu mà bệnh nhân mà thở hoàn toàn theo máy thì chả có gì khác nhau cả thở thể tích với thở áp lực đều giống nhau hết nhá đấy là một cái điểm chú ý là các bạn có thể thích thở thể tích hay thở áp lực đều giống nhau không bị ảnh hưởng gì nhưng nếu mà bệnh nhân tự thở thì lại câu chuyện là trở thành khác bệnh nhân mà thở hoàn toàn theo máy là gì ạ? đó là bệnh nhân tần số thở mà chúng ta đặt bao nhiêu trên máy thì bệnh nhân thở đúng bằng cái tần số thở đó. ví dụ thường là chúng ta đặt khoảng 14 đến 16 chẳng hạn hoặc 15 chẳng hạn thì lập tức là gì? bệnh nhân thở đúng 15 lần trên phút thì được gọi là thở giống hết máy. thì lúc đó là VCV VCV bằng nhau. nhưng nếu mà bệnh nhân mà có nhịp và tư thở thì chúng ta thở VCV nó sẽ gây ra một hiện tượng nhìn ở trên bảng nó gọi là đói dòng có nghĩa là cái dòng chảy của chúng ta đặt cho bệnh nhân ấy không đáp ứng được cái nhu cầu về dòng chảy của bệnh nhân thế nào được gọi là nhu nhu cầu dòng chảy của bệnh nhân ạ ví dụ theo các bạn thì các bạn nhu cầu dòng của bạn là bao nhiêu có nghĩa là tôi sẽ đặt một cái cảm biến về dòng chảy đo mũi của bạn ấy thì mỗi một lần bạn thở thì cái cảm biến nó sẽ thay đổi đúng không ạ nó vẽ ở trên đồ thị thì theo các bạn dòng chảy cao nhất của các bạn đạt là bao nhiêu ạ xin mời em theo em là em dòng chảy cao nhất của em là bao nhiêu mời em đằng phía sau mời em đang đeo khẩu trang theo em là em dòng chảy của em là cao nhất là bao nhiêu bạn có hiểu câu hỏi không bình thường dòng chảy cao nhất của các bạn là khoảng giao động từ khoảng hai đến ba mươi lít trên phút từ bạn đặt cái cái cảm biến đầu mũi sẽ hai mươi đến 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 30 lít phút. Vậy thì khi mà chúng ta bị suy hấp, cái bệnh nhân bị suy hấp ấy, thì cái cái nhu cầu về dòng chảy sẽ tăng lên. Ví dụ bệnh nhân hít rất mạnh đúng không? Thở nhanh và mạnh. Thì khi đó thì theo các bạn nó sẽ tăng lên bao nhiêu? Nó sẽ tăng lên trên 30 lít, nó sẽ tăng lên 60 90. Tức là hít vào rất mạnh. Đúng không ạ? Hít vào rất mạnh. Chính vì lý do như vậy thì ví dụ chúng ta nhìn ở trên đây. Bệnh nhân này là người ta đặt cái dòng chảy của bệnh nhân chỉ khoảng là 30 lít trên phút thôi. Mà bệnh nhân có nhu cầu là 60 lít trên phút thì sao ạ? Điều gì sẽ xảy ra nếu mà bệnh nhân có nhu cầu cao lên như vậy? Thì điều gì sẽ xảy ra? Khi mà chúng ta đặt là 30 lít mà bệnh nhân có 60 lít một phút thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu bệnh nhân thở máy, điều gì sẽ xảy ra? Thì bệnh nhân sẽ phải hít thêm đúng không ạ? Hít thêm từ đâu? Là nếu mà bệnh nhân đang cắm cái ống nội quản rồi gắn với máy thở rồi là một cái dây dẫn toàn bằng ống của máy thở rồi thì khi mà bệnh nhân muốn hít thêm thì hít thêm ở đâu ạ nó hít thêm ở chính cái hệ thống ống thở đấy đúng không ạ mà chúng ta biết là ống thở bệnh nhân có cái ống ống gì ạ ống dẫn oxy từ máy thở đi vào đó ạ đấy là khí tươi đúng không khí sạch đúng không nó gọi là nó có hai dây đấy một dây là dẫn là khí tươi khí sạch đúng không cái dây thứ hai là gì ạ nó có một dây thứ hai là dây đi về từ bệnh nhân đi về đó là dây thải đúng không ạ khí thải chính là rất là nhiều co 2 đầu tiên nó hít vào, bệnh nhân hít vào là hít ở cái dây khí tươi, khí sạch đúng không? Có nhiều oxy nhưng vẫn chưa đủ thì nó sẽ hít vào đầu nữa. Nó sẽ hít tiếp vào cái dây thứ hai, đó là dây có CO2 rất là nhiều. Đấy, thì trong trường hợp mà chúng ta để cái bệnh nhân mà bị đói ấy, là người ta sẽ hít hết cả cái khí ở trong cái dây thở của, của chúng ta, dây thở của ống thở trên máy thở ấy, nó sẽ hít toàn bộ cái dây đó. Và nó gây ra là gì ạ? Một là bệnh nhân rất mệt và hai là bệnh nhân thở lại chính cái khí hít lại chính cái khí siêu hàm mà bệnh nhân vừa vừa thải ra. Thế thì đấy là một cái điều mà chúng ta không được phép để cho bệnh nhân như vậy. À, ví dụ như là trên hình này thì nếu là bác sĩ lâm sàng chúng ta sẽ biết à bệnh nhân nó có hiện tượng là đang đói rồi, dòng bơm vào phổi không đủ rồi thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Theo bạn là sẽ làm gì trong trường hợp người ta đói thì bạn làm gì? Đói thì làm gì ạ? Đói thì phải cho thêm thôi. Chúng ta sẽ tăng cái cái tốc độ bơm vào phổi của họ, tăng lên cho đến khi họ không còn đói nữa đúng không ạ thế như vậy đấy là một cái mà chúng ta lưu ý nhé là khi chúng ta cho bệnh, bệnh nhân mà thở vcv thì nếu mà bệnh nhân có hiện tượng đói dòng thì chúng ta sẽ phải tăng cái dòng lên để đáp ứng cho cái nhu cầu bệnh nhân ví dụ chúng ta thở thường thấy đói dòng là biểu hiện là gì ạ nếu mà máy thở sẽ nhìn thấy trên kia nhưng mà thường trên lâm sàng người ta thấy cứ thể hồn hển trả theo máy gì cả thì chúng ta biết à ông này có có lẽ là thở chưa đủ phải tăng lên thì lúc đó chúng ta phải tăng điều chỉnh nó à, cái cái thông số của máy thở cho nó phù hợp với bệnh nhân hơn đối với pcv thì rất là lợi pcv là một cái bốt thở mà lợi ích cao nhất hiện nay mà chúng ta có thể thấy được tức là họ chỉ máy thở đó chỉ quan tâm đến gì bệnh nhân không được vượt quá một cái áp lực nhất định mà chúng ta đạt thôi nhưng mà cái bệnh nhân họ tự chọn được rất nhiều thứ tức là gì họ có thể hít nhiều hít ít dòng cao dòng thấp đó là do họ quyết định hết như vậy làm cho họ rất dễ chịu và đồng thời là gì nó cải thiện được cái cái thông khí ở trong phổi bệnh nhân thế nào là cải thiện thông khí ở trong phổi ví dụ là nếu mà chúng ta cho người ta được tự thở thì gì người ta hít vào thì hít vào đây là một cái động tác rất là cơ bản nó tạo ra cái sự chênh lệch khi mà người ta thở người ta tạo ra sự chênh lệch vậy thì tùy từng vùng phổi mà cái sự chênh lệch nó có thể khác nhau ví dụ vùng đỉnh chênh lệch cần khác vùng đáy lại khác do đó thì khi mà chúng ta chỉ khống chế cái áp lực của đường thở ấy thì lúc đó là bệnh nhân tự quyết và cái sự phân bố khí của bệnh nhân tốt hơn Đấy. nhờ đó áp lực của đường thở cũng giảm đi giảm được công hấp của bệnh nhân do đó mà ví dụ tôi là cái quan điểm mà tôi tôi thở máy là tôi rất thích cho bệnh nhân thở pcv bởi vì làm cho bệnh nhân dễ chịu đúng không ạ đồng thời nó là giảm cái sự mất tương xứng giữa thông khí và tưới máu như tôi đã mô tả ở trên là những cái vùng phổi được trao đổi khí tốt hơn tuy nhiên thì vấn đề của pcv nó có vấn đề nhất định ví dụ nếu mà PCV mà các bạn cho thở mà để cho bệnh nhân bị tắc đờm ấy thì bệnh nhân chắc chắn sẽ chết. Nếu mà PCV mà bệnh nhân có tràn khí màng phổi mà chúng ta không phát hiện ra thì chắc chắn bệnh nhân cũng sẽ chết. Do đó chúng ta phải lưu ý là thở PCV phải loại trừ bằng được, kiểm tra bằng được cái tắc đờm có nghĩa là gì ạ? Chính là điều dưỡng đấy. Công tác điều dưỡng chúng ta phải rất là tốt. Ví dụ chúng ta sẽ đến bệnh viện viện tim mạch để học ở đây. Chúng ta sẽ xem là điều dưỡng có có chăm chút về hút đờm cho bệnh nhân không đường thở có thông thoáng không có theo dõi được áp lực đường thở thường xuyên không Đấy, thì ví dụ như vậy thì như vậy nếu họ làm tốt thì chúng ta thở PCV sẽ rất tốt cho bệnh nhân nhưng nếu như người ta bỏ mặc bệnh nhân đúng không không hút đờm không gì hết để cho người nhà khoán cho người nhà làm hết thì chắc chắn bệnh nhân sẽ tắc đờm và thường là gì các bạn nhớ là gì tất cả những cái ca mà bệnh nhân mà đặt nội quản rồi ở các tuyến ấy về đến trung ương của chúng tôi là chúng tôi rút hết thay một cái ống mới bởi vì sao làm sao biết ở bên trong nó có tắc hay không nó tắc đây nó không phải tắc hoàn toàn đâu nhá tắc hoàn toàn thì đương nhiên là ai anh biết bác sĩ biết điều dưỡng biết mọi người đều biết nhưng nó tắc là tắc bán phần là do cái đờm nó dính ở đầu cái ống nội nội quản ấy thì rất khó biết mà muốn biết là gì anh phải theo dõi liên tục theo thời gian biết sáng hàng sáng hoặc là hàng 8 tiếng một lần phải ra check xem áp lực đường thở thay đổi ra sao và ghi lại và nhìn thấy sự thay đổi áp lực đường thở thì lúc đó chúng ta mới phát hiện ra cái hiện tượng tắc từ từ đấy còn không là chúng ta không phát hiện được hiện tượng tắc từ từ do đó là quan điểm của tôi là gì nếu ông nội quản ngày thứ ba trở lên mà không chắc chắn rút ra cái thứ hai nữa là các bạn chú ý là cái nguyên nhân tắc đờm là nguyên nhân chết hàng đầu trong bệnh nhân hồi sức ví dụ bạn có bệnh nhân thở máy bạn về đào tạo điều dưỡng tốt để người ta chăm sóc cho ông nội quản tốt không để tắc đờm ngoài ra nữa là gì có những cái ngày kể cả Việt Nam mình nó không thể là chuẩn như là Tây được chúng ta sẽ thấy là thứ bảy chủ nhật là tinh thần chúng ta nó khác đi trực nó khác đúng không Này còn rất nhiều việc khác chúng ta không chúng ta còn còn phải quan tâm để chúng ta giải quyết vào thứ bảy chủ nhật thế làm ra là những cái thứ sáu là cái thời gian mà các bạn đấy là bạn phải kiểm tra toàn bộ cái các cái ống thở các cái ống dẫn ở vân vân và nếu cần bạn thay cái ống đó vàng không thứ sáu Đấy có những quan điểm là gì tôi là đến thứ sáu tôi sẽ kiểm tra tôi đặt ra câu hỏi bệnh nhân này có cần phải thay ống trong mấy ngày tới không nguy cơ cao không nếu nguy cơ cao là thay luôn mở ống nội quản mới như vậy cái ống nội quản mới vào ngày thứ sáu đó nó sẽ giúp cho bệnh nhân duy trì là gì ạ chí ít là hai ngày thứ bảy chủ nhật nó không bị tác động đúng ạ thì đấy là một cái rất là quan trọng và rất nhiều người đã phải gì ạ đe dọa tính mạng vào đúng hôm thứ sáu thứ bảy và chủ nhật đấy thì các bạn lưu ý những chuyện này Thế thì cái quan điểm của chúng tôi là gì? Nếu như mà hộ mà điều dưỡng của chúng ta rất là tốt thì tôi khuyên các bạn thở PCV. Còn nếu điều dưỡng của chúng ta ở đây không có thời gian để chăm sóc bệnh nhân thì tôi khuyên các bạn thở VCV. Nó hơi khó chịu cho bệnh nhân nhưng nó lại an toàn cho họ. Lưu ý chuyện đó. Nào các chế độ thở như tôi đã nói ở trên thì gồm ACS VCPAP thì để phân biệt các chế độ thở đây là bản chất cái cái chế độ thở chính là từ, từ cái đó là cái quy ước của máy là quyết định cái nhịp thở bơm vào bệnh nhân theo các cái chu kỳ như thế nào thì chúng ta có những chu kỳ sau đây. Chu kỳ đầu tiên ấy là khởi động một nhịp thở đấy là một cái điểm bắt đầu của một nhịp thở gọi là triggering. Triggering là cái sự khởi đầu của một nhịp thở nó giống như cái cò súng ấy. Tôi bấm uh, khi mà chúng ta bóp cò cái là lập tức là gì một viên đạn nó bắn ra thì giống như máy thở thế khi mà chờ, uh, nếu có cái tác động về áp lực và thể tích hay là dòng chảy hoặc thời gian thì đúng cái thời điểm đấy bắt đầu là cái cò súng nó gì nó 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 nảy cò và tạo ra một cái nhịp tạo hay là tạo một cái giống như một viên đạn vậy. Cái biến thứ hai được gọi là limit limited đúng không limited. Thì cái biến này là biến gọi là giới hạn, tức là nó giới hạn cái gì? Ví dụ giới hạn về áp suất và áp giới hạn về thể tích Đây là cái biến thứ hai. Thì nó liên quan đến hai cái phương thức mà tôi vừa nói đó là PCV và VCV giò. Cái biến thứ ba là biến liên quan đến sự chuyển thì, tức là chuyển từ từ hít vào màu xanh sang thì thở ra màu trên kia là màu vàng hay màu đỏ gì đó. Tùy theo bạn nhìn, tôi không nhìn rõ từ đường xa. Thì cái biến này nó dự là để quyết định là kết thúc cái thì thở vào. Nên nó gọi là nó không gọi là kết thúc mà nó gọi là cycling tức là chính là biến chuyển thì từ từ hít vào và thì thở ra. Một số máy thở thì người ta lại gọi cái tên khác, cái biến này người ta gọi cái cái thuật ngữ khác, người ta gọi là truy cơ hay là độ nhạy của thở ra nó giống như là khởi động của thì thở ra thế bản chất là chúng ta sẽ thấy là gì đôi khi người ta sử dụng cái thuật ngữ đôi khi trong trong sách viết nó làm cho chúng ta rất là à, là mà là bị hay bị nhầm là vì họ sử dụng các thuật ngữ tiếng anh và sau đó họ phân tích ra rồi các kiểu làm ra chúng ta khó nhưng mà chúng ta chỉ nhớ là có ba cái điểm rất quan trọng trong cái việc quyết định nhiều nhịp thở ấy. đó là khởi động đó là khởi động rồi thì bơm bao nhiêu là đủ thì nó gọi limit và khi bơm cho bao bao nhiêu bao nhiêu lâu thì bắt đầu chúng ta dừng lại đó là cycling đó là kết thúc thì chúng ta biết là ba cái biến quan trọng nhất để quyết định một nhịp thở của máy thở ngoài ra thì tôi thêm một cái biến tiếp theo đó là biến rise time rise time là cái thời gian bơm áp lực từ zero hoặc là pip cho đến áp lực cao nhất đấy thì gọi là rise time thời gian này rất là quan trọng là gì nhanh hay chậm để quyết định bơm vào cho bệnh nhân ví dụ bệnh nhân mà đang đang là À, rất là thiếu oxy bệnh nhân đang có cái nhu cầu chuyển hóa cao ấy, thì chúng ta phải bơm nhanh tức là thời gian rise time phải chậm và phải phải ngắn lại thì lúc đó là gì giúp cho bệnh nhân dễ chịu còn nếu mà bệnh nhân đang hít rất mạnh như thế này mà chúng ta lại bơm chậm ấy, thì có nghĩa là chúng ta đang hại người ta chúng ta làm cho người ta bị đói thì đấy là cái mà ta tôi lưu ý các bạn nào về các cái các cái mốt thở thì chúng tôi chia ra thành ba loại AC, SMV và CSV tức là giống hệt như CPAP ấy. nó gọi là cái mốt thở tự thở thì nó uh, mô phỏng giống như là Chúng ta uh, như là một em bé Tức là khi mà người ta không thở được Thì chúng ta phải mức độ hỗ trợ cao nhất Rồi khi mà người ta đã thở được rồi Thì chúng ta cho người ta phép được tự thở nhiều hơn Và khi thở được tốt hơn nữa Thì cuối cùng là cho người ta thở Tự thở hoàn toàn để có thể bỏ máy cho người ta Đây là một cái quy trình thở bình thường của bệnh nhân Khi bị suy hấp Đối với mốt AC thì sao Đó là AC tức là mốt có chữ A Tức là Assist C là Control Tức là vừa hỗ trợ vừa kiểm soát thì hỗ trợ là gì ạ à, đây là một cái mốt thở chúng ta nhìn đấy đây là vị đầu tiên là tất cả các nhịp thở đều giống nhau đó đều là nhịp thở của máy đúng không ạ thì cái mốt này nó gọi là hoàn toàn là kiểm soát hoàn toàn nó gọi là cmv là kiểm soát, kiểm soát hoàn toàn theo máy thế còn ac là sao ac thì chúng ta sẽ nhìn cái nhịp thở đầu tiên nó có một cái lõm xuống ở trên đây cái lõm xuống ở trên đây ở trên chỗ kia lõm ở một tí ở cái cái nhịp đầu tiên ấy. đây cái cái này đây các bạn nhìn đây thì có nghĩa là gì ạ đây là bệnh nhân của chúng ta có nhịp tự thở đấy sau đó nó có nhịp tự thở bệnh nhân hít vào và máy thở nhận diện được cái sự hít vào của bệnh nhân và bơm vào một nhịp thở của máy còn cái nhịp thở thứ hai của cái bệnh nhân này là gì không có nhịp thở của bệnh nhân nữa chỉ có nhịp thở máy chính vì vậy đây là mốt thở điển hình của ac còn cuối cùng là cái mốt cuối cùng ấy dưới cùng ấy, là mốt chúng ta thấy tất cả cái nhịp thở đều ở hết không ạ thì chúng ta nhìn thấy là có cái lõm trên áp lực của đường thở thì đây là một cái điển hình của AC về kê đặt thông số máy thở thì tôi sẽ để đưa cho các bạn các cái thông số mà sau này các bạn sẽ nhìn thấy ở, ở trong bài vì là thời gian chúng ta không có nhiều mà thực ra thì đôi khi các bạn cũng không phải là người chuyên về đặt các thông số máy thở còn nếu là các bạn làm hồi sức ấy, làm trong đơn vị CGU thì các bạn sẽ phải đối mặt với câu chuyện này thì rất là may mắn cho chúng ta thì khi mà máy thở mà họ ấy muốn cài đặt cái gì thì nó tự động nó bật lên cái phần đó và chúng ta cài đặt đúng cái phần đó thôi và thì nó cũng rất là lợi cho chúng ta thì về cái đặt thì về nguyên tắc là gì chúng ta phải cài đặt một cái thể tích bơm vào phổi là bao nhiêu nếu đến đối với VCV hoặc là cái mức mà áp lực mà chúng ta bơm vào nhiều hay ít cái thứ hai là chúng ta phải bơm vào bao nhiêu lần chính là tần số thở cái thứ ba đó là quyết định là cái thời gian đấy chính là tôi vừa nói VCV đó là peak flow hoặc là tỷ lệ E trên e hoặc thời gian thở vào cho đối với trường hợp thở VCV đối với trường hợp PCV thì người ta đặt cái thời gian thở vào nó gọi là i time chữ i e tham tôi viết là đọc của chúng ta gọi là i tham à, chúng ta phải cài đặt mu 2 chúng ta phải cài đặt mức pip tức là áp lực dương cuối thì thở ra để chúng ta điều trị một số cái bệnh liên quan đến phổi hoặc tim và cuối cùng là chúng ta đã phải đặt độ nhạy để cho phép là máy thở phát hiện được là bệnh nhân có nhịp tự thở thì nó gọi là trigger hoặc là sensitivity cái ưu điểm của cái mốt thở này là mốt thở này hầu như là không chế bệnh nhân hoàn toàn đâm ra là cái ưu điểm của nó là đảm bảo rất là tốt về thông khí và oxy hóa máu rất tốt. Đa phần là cho những bệnh nhân ở giai đoạn đầu hoặc là bệnh nhân tình trạng rất nặng thì chúng ta cho bệnh nhân thở AC. Nhược điểm là sao ạ? Bắt người ta thở nhiều quá thì gì ạ? Bệnh nhân rất khó chịu bởi vì nó bắt buộc mà. Cái thứ hai là nó có khi mà bệnh nhân mà có, có ý thức ấy, bệnh nhân biết là họ thở máy là họ thở rất nhanh. Do nó dẫn đến hiện tượng là gì ạ? Tăng thông khí quá mức. Thì đây là một cái nhóm mà cái nhược điểm rất là rõ. Tăng không tăng thông khí quá mức thì biểu hiện bằng cái gì ạ? hiện là cái gì ạ? Chúng ta phát hiện ra bằng cái nào? Bệnh nhân thở nhanh hơn đúng không? Và CO2 của bệnh nhân tụt. Bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng gọi là kiểm hô hấp. Thế đây là cái mà hay gặp ở trên bệnh nhân thở AC là bị một tình trạng kiểm hô hấp. Do đó mà các bạn nhớ nhé, là khi các bạn thở máy, đúng không ạ? Để chỉ định thở máy thì tôi đã nói ngay từ đầu là chúng ta phải có các cái xét nghiệm. Ví dụ như là khí máu để đánh giá là bệnh nhân này suy hấp rất nặng và chúng ta cần thở máy. Nhưng khi bệnh nhân thở máy rồi, chúng ta làm khí máu thì chúng ta sẽ nhìn thấy một hiện tượng là gì ạ? Cái khí máu nó nó sẽ thay đổi một cách rất là bệnh lý nhưng mà không đọc được. Bởi vì tất cả cái bệnh lý mà trên khí máu nó thể hiện ra trên bệnh nhân thở máy là do chính ông thầy thuốc lâm sàng ông đặt ra. Chính chúng ta quyết định chuyện đó chứ không phải do bệnh nhân. Do đó khi chúng ta đọc cái đó chúng ta sẽ được đừng có đọc là bệnh nhân bị bù bằng thận hay bù bằng phổi hay bù bằng gì, chả có bù bằng gì cả. Là do chính người thầy thuốc lâm sàng tạo ra hết. Vậy thì khi máu chỉ được đọc chuẩn nhất là khi người ta không thở máy. Còn khi người ta đã thở máy rồi thì tất cả những thay đổi trên khí máu là do ông thầy thuốc lâm sàng tạo ra và cái khi máu đó gọi là bệnh khi máu do thầy thuốc tạo ra. Nên thì chúng ta không đọc cái đó. Lưu ý chuyện đó. Để khắc phục chuyện đó thì thường là bác sĩ lâm sàng của chúng ta làm gì? Đánh liệt bệnh nhân luật cho an thần bệnh nhân. Vì khó chịu mà và thậm chí chúng ta dùng giãn cơ. Để trong hồi sức các anh ấy dùng giãn cơ rất nhiều để giải quyết vấn đề là gì khống chế bệnh nhân và bệnh nhân thở hoàn toàn theo máy cái thứ hai là chúng ta có thể điều chỉnh các thông số máy thở điều chỉnh thông số máy thở cho phù hợp bệnh nhân thì cái cái thông số thứ hai này là liên quan đến các bạn mà làm trong hồi sức ấy và trong đơn vị ccu là các bạn phải chú ý là chúng ta phải điều chỉnh làm sao đó để làm cho bệnh nhân thở một cách dễ chịu nhất thì đây là một nghệ thuật thở máy thì ai cũng có thể cắm máy cho bệnh nhân thở được nhưng mà đề thở máy tốt đó là nghệ thuật bởi vì chúng ta phải dành thời gian dành cho bệnh nhân thì các bạn chú ý là nhiều cái là nghệ thuật mà không phải chỉ thở máy mà trong y học của chúng ta là là làm thực sự là một nghệ thuật thì bất kỳ cái di động vào cũng là nghệ thuật thì nhưng mà thở máy là phải rất dành rất nhiều thời gian thì thường là người ta quy định là gì ạ nếu là chúng ta đặt ống thở máy rồi thì trong khoảng 30 phút đầu ấy là chúng ta phải đứng cạnh bệnh nhân để xem bọn ta thở ra sao thế thì hỏi xem là các bạn sẽ nhìn quanh chúng ta xem trong lâm thực tế lâm sàng chúng ta dành cho bệnh nhân bao nhiêu phút ừ. à, cái thời gian dành bao bao nhiêu phút ấy, quan trọng lắm mà có vẻ như là chúng ta đang dành càng ngày càng ít cho bệnh nhân cái mốt thở thứ hai đó là mốt SAV là một cái dạng lai giữa cái mốt thở tự thở và cái mốt thở của máy thở như tôi mô tả ở trên thì các bạn sẽ nhìn ở trên cái hình này cái mốt mà cái hình mà sóng to lên ấy đó chính là sóng thở của một cái máy thở cái hình nhỏ phía dưới ấy, hình chữ xin ấy, hình xin ấy, đấy là một nhịp thở của bệnh nhân vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là gì ạ cứ một một nhịp thở của máy và là một nhịp thở của bệnh nhân đúng không ạ đấy là một nhịp tự thở của bệnh nhân như vậy thì điều gì nó sẽ xảy ra trong trường hợp lại bệnh nhân được lợi hơn điểm gì bệnh nhân được có quyền hơn nhiều hơn đúng không ạ trong cái việc mà quyết định nhịp thở của mình đó là họ được thở tự nhiên đúng không như vậy họ dễ chịu hơn một tí đúng không và nếu như một bệnh nhân mà à, trong cái lộ trình chúng ta nhìn cái lộ trình từ cái việc mà thở hoàn toàn theo máy thì bây giờ có phần thở của máy và phần của bệnh nhân thì đây là một cái lộ trình để cai máy thì thường cái mốt thở này người ta sử dụng để cai máy nào thế thì cái thông số thì tương tự như là ac thông số của cái smv là tương tự ac nhưng mà nó chỉ khác một điều là tần số bao giờ người ta đặt thấp hơn tức là ý là để cho bệnh nhân cai được khi mà bệnh nhân thở hoàn toàn theo máy rồi à bệnh xin lỗi bệnh nhân thở hoàn toàn tự thở rồi thì lúc đó người ta có thể chuyển ra chế độ tự thở hoặc là chế độ khác bỏ máy để rút ống nội quản thì ưu điểm của cái, cái mốt thở này, ấy, nó so với ac là gì ạ nó sẽ hạn chế được cái tăng thông khí trong cái ac tôi nói là nó tăng thông khí không cần thiết thì sv có thể hạn chế được chuyển động nó tránh được chống máy đúng không ạ? cho bệnh nhân tuy nhiên nó có một số nhược, nhược điểm ví dụ cai máy mà bằng sv thì có nghĩa là gì mỗi một ngày bạn giảm dần giảm dần tần số cho đến khi cái tần số của máy thở bằng không thì coi như là gì bệnh nhân tự thảo hoàn toàn như vậy nó rất là tốn thời gian có thể có quá trình cai máy nó mất hàng gì ạ mấy tuần ấy, thì nó rất là sốt ruột và thậm chí là gì bản thân người bác sĩ cũng sốt ruột và bệnh nhân cũng sốt ruột do đó mà thường là cái quan điểm của chúng tôi là chúng tôi không sử dụng cái mốt thở này nhiều lắm đúng không? SMV chúng tôi dùng rất ít còn đa phần là chúng ta sử dụng AC nếu bệnh nhân tốt hơn thì chúng ta chuyển đến các chế độ tự thả mà tôi sẽ nói ở phần sau nào các chế độ tự thả đây là chế độ từ thở giả. Thì chế độ từ thở là gì ạ? Nó có thể hai cái chế độ mà các bạn chọn ở trên máy. Một là CPAP hay là hai là PSV. Tức là hỗ trợ áp lực. P, P là pressure, S là support, đúng không v, v là ventilation. Pressure support ventilation. Tức là hỗ trợ áp lực. Nào CPAP thì như nào? CPAP rất đơn giản thôi. CPAP giống như chúng ta đi ngược chiều gió ấy, là chúng ta sẽ bị cản ở mũi và nó tạo ra một cái áp lực dương. Và rất nhiều cái máy thở CPAP cho bệnh nhân COPD hoặc là bệnh nhân hiện uh, suy tim thì được áp dụng trên nguyên tắc như này chúng ta nhìn thấy là gì một cái áp lực dương liên tục PSV là gì ạ PSV là mỗi một nhịp tự thở của bệnh nhân nó hỗ trợ thêm một cái áp lực nhất định ví dụ đây là hỗ trợ khoảng 10 cm như vậy thì bệnh nhân có thêm được cái thể tích bơm vào phổi nhờ cái sự hỗ trợ này thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý về mặt cài đặt thì sao ạ chủ yếu là chúng ta cài đặt cái mức hỗ trợ cài đặt cái ngưỡng trigger để cho máy thở nhận được cái thông điệp là bệnh nhân tự thở để nó hỗ trợ cho bệnh nhân cài đặt cái fu 2 và có thể phối hợp với các cái mốt thở khác đúng không ạ về ưu điểm của psv là gì ạ nó chỉ hỗ trợ cho bệnh nhân thôi chứ nó không bắt bệnh nhân phải thở hoàn toàn đúng không ạ như vậy thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân tập vận động cơ hội thế đây là một cái mốt thở được coi là gì đây là một cái hình thức cai thở máy cai thở máy đúng không ạ thì chúng ta thường là, là chọn tôi thường chọn cái cái, cái cái cai máy bằng psv thì rất là tốt nhược điểm là gì khi mà bệnh nhân bị hở khí thì cái mốt này không có hiệu quả nữa. Thì nếu như chúng ta học kỹ hơn thì tôi sẽ phân tích tại sao là như vậy. Nhưng mà trong cái phần tôi chỉ giới thiệu uh, sơ bộ thì tôi chỉ cần nói với các bạn là nếu bệnh nhân mà thở PSV mà bị hở khí thì mất tác dụng của cái thở khí động của cái PSV động. Để thở máy để chúng ta làm gì thì có mấy cái địa điểm sau đây. Thứ nhất là thở máy thì để đảm bảo giải quyết những vấn đề về suy hấp, ạ? Chúng ta phải đảm bảo được cái đích của nó là cái suy hấp được cải thiện đúng không? ví dụ như là vấn đề về oxy được cải thiện đúng không? vấn đề số 2 được cải thiện nhưng mà sự cải thiện này thì đa phần là đơn giản Tức là chúng ta thở máy hỗ trợ là bệnh nhân cải thiện oxy rất là tốt co2 được cải thiện rất tốt nhưng mà có một số đối tượng là vô cùng khó khăn là bởi vì cái tổn thương phổi nó vô cùng xấu ví dụ như bệnh nhân ARDS chẳng mà chúng ta muốn oxy đảm bảo là vô cùng khó đôi khi là đảm bảo oxy rồi thì sao chúng ta sợ tổn thương phổi thì chúng ta phải sử dụng cái áp lực thấp hơn tần số thấp hơn thì nó dẫn đến hậu quả là gì ạ co2 nó tăng cao Đúng không? thì có rất nhiều cái biện pháp ở trong trường hợp đó người ta phải giải quyết ví dụ là gì ạ chấp nhận là co2 tăng đến mức độ nhất định thôi gọi là tăng thán cho phép bây giờ permissive hypercapnia là có thể chấp nhận được ph phải trên 7,2 năm gì đó co2 có thể tăng tới 560 nhưng mà cao hơn nữa thì không được cao hơn nữa thì nó gây ra cái ảnh hưởng ở trên hệ cơ quan của chúng ta thì có rất nhiều giải pháp ở trong trường hợp đó và đôi khi chúng ta phải làm ECMO rồi làm uh, uh, lọc CO2. Đấy thì những cái biện pháp đó là trong hồi sức người ta cần rất, rất là cần thiết để người ta giải quyết những trường hợp khó khăn và phải hạn chế được biến chứng. Thế đây là các cái bước mà chúng ta cần phải khi mà tiến hành thở máy xâm nhập thì có 9 bước. Vì thời gian không có nhiều thì tôi sẽ đi rất nhanh thôi. Thứ nhất là xác định bệnh nhân có cần có thở máy không. Nhớ nhá cái xác định rất là quan trọng bệnh nhân thở máy là gì phải có chỉ định chứ có rất nhiều người là tưởng tượng ra là cứ đặt ống nội quản là phải thở máy ví dụ như là trong tim mạch của chúng ta có những trường hợp bệnh nhân bị tai biến mạch não bệnh nhân không khạc được đờm làm gì làm cho đờm nó tắc và gây ra hiện tượng là giảm oxy máu thế sau đặt ống xong thì cứ phải bắt buộc là 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 lại gọi điện đến trung tâm hồi sức bảo là đây em đặt ống rồi bây giờ liên hệ là để hồi sức vì là ở đây không có máy thở không phải Đặt ống thở không có nghĩa là phải phải thở máy. Chỉ thở máy khi mà bệnh nhân có tình trạng suy hấp Đúng không ạ? Ống thở chỉ là đôi khi có thể đặt ống để cho bệnh nhân thở qua ống nội quản chứ không cần phải thở máy. Thì việc đầu tiên là xác định là bệnh nhân phải thở máy tức là có chỉ định hay không. Khi có chỉ định rồi thì chúng ta phải đặt nội quản phải phải mở khí quản đúng không ạ? Để xác định nếu là dài thì chúng ta có thể mở khí quản. Chúng ta phải cài đặt thông số ban đầu dựa vào cái kích thước của bệnh nhân mà thường là gì? Chúng ta phải đo chiều cao của bệnh nhân để tính ra cân nặng lý tưởng chứ không đo cân nặng thực. Đấy, cái 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 thể tích bơm vào phổi ấy, là được tính theo cân nặng lý tưởng chứ không cân nặng thực của bệnh nhân khi bắt đầu thở máy rồi thì phải đánh giá xem là bệnh nhân có đáp ứng không như vậy thì thường là người yêu cầu là phải ở uh, cạnh bệnh nhân được ít nhất là 30 phút để đánh giá chính xác cho bệnh nhân tốt hay không và xem có đạt được mục tiêu thở máy không mục tiêu về thở máy này mục tiêu về mặt thông khí mặt oxy hóa được không rồi tăng bằng toan kiềm nó được giải quyết không thời gian thở máy là bao nhiêu lâu là chúng ta phải định trước vậy điều chỉnh các thông số đó dựa vào cái mục tiêu có đạt được rồi theo dõi đánh giá về các cái thay đổi về khí máu thay đổi x quang thay đổi huyết động điều trị hỗ trợ và cuối cùng là gì cai máy khi có chỉ định rất là đấy thì hiện nay thì chúng ta là gì chúng tôi thường là cai máy rất sớm thường là chúng tôi chỉ thở máy trong một vài ngày thôi sau đó rút đội quạt và chuyển ra thở không xâm nhập thì các bạn nhớ là cái động tác đó rất quan trọng nếu mà chúng ta để cho bệnh nhân làm sao thở máy mà để mãi là sao ạ họ sẽ nghiện máy họ sẽ nghiệm máy thở họ sẽ phụ thuộc máy thở và lúc đó là gì chúng ta không thể cài được máy và rất nhiều trường hợp của chúng ta ấy cờ máy nó teo hết cơ nó gọi là bệnh cơ của hồi sức nó teo hết ở cuối là gì không thể bỏ được máy thì chúng ta chú ý là càng bỏ máy bao nhiêu sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu về cài đặt các thông số thì các bạn biết là cái cách chọn mốt thở thì ở đây tôi đã ghi rất là rõ là cái cách thức chúng ta tiếp cận ví dụ nếu bệnh nhân tăng CO2 máu thì chúng ta chọn luôn cái mốt là kiểm soát hoàn toàn ví dụ như CMP hoặc là AC là ngon nhất đúng không ạ? nếu chỉ cần thiếu oxy thôi thì chúng ta chỉ chọn là CPAP AP AVCV AVCV không phải AC mà AV APRC cũng được PEPAP là những cái mốt mà chủ sử dụng cái áp lực dương liên tục là chính chọn VCV hay là PCV thì phụ thuộc vào lâm sàng như tôi nói ở trên cái phần cơ học phổi tôi nói ở trên rồi đúng không ạ PCV thì cần có sự đồng thì tức là bệnh nhân dễ chịu hơn. Đúng không? Thì đấy là cái em lưu ý. Về fio 2 thì đặt là bao nhiêu thường là đặt cái cái trị số làm sao để cho chúng ta đạt được cái đích thôi. PL2 trên 60 và SL2 trên 90 là ok. Đấy là và chú ý là gì ạ? Chúng ta không được để oxy 100% lâu quá. Nhớ nhá, đặt có thể lúc đầu chúng ta đặt oxy 100%, 100%. Nhưng nhanh chóng phải giảm oxy xuống. Đến khi nào thì được ạ? Khi khi nào mà chúng ta thấy ok được. Đó là khi oxy của chúng ta đạt xuống dưới 60% là là chúng ta gọi là gì? Đỡ được cái ngưỡng nguy hiểm. Trên 60% là ngưỡng nguy hiểm nhé. 60 đến 40% được gọi là ngưỡng màu vàng nhé. Nguy hiểm là màu đỏ thì 60 đến 40 là màu 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 vàng. Và màu xanh là gì? Dưới 40% là màu xanh. Chú ý đấy. Cái này rất quan trọng. Không bao giờ được bệnh nhân thở oxy để oxy trên 60 và đặc biệt là gì? Trăm phần trăm là vô tuyệt đối là không không được dùng cho bệnh nhân như vậy. Về pip và CPAP là sao? Thường là gì ạ? Chưa, thường là chúng tôi đặt một cái ngưỡng pip thấp thôi tức là khoảng 3 đến 5 cm nước và tôi đặt là để chống sạp phổi thôi đây là cái mà chúng ta nhớ là quay quay lại phần đầu ấy. tôi nói là khi thở máy này tự nhiên là xuất hiện sạp phổi ấy. thì thường là người ta cho phép đặt từ 3 5 cm của pip để chống sạp phổi và nếu như bệnh nhân có biến chứng gì đó ví dụ như tràn khí chẳng hạn thì sao thì lúc đó không thử đặt pip đặt pip phải đặt về không không là rất là nguy hiểm nếu mà bệnh nhân mà bị ards dạng tổn thương phổi cấp thì pip rất cao có những trường hợp chúng tôi đặt pip lên bao nhiêu 18 đến 20 thậm chí trên 20 cm nước rất cao cho trường bệnh nhân có phổi tổn thương phổi về vt là sao ạ bình thường vt của chúng ta đặt là 6 đến 8 ml trên kg cân nặng lý tưởng nếu bệnh nhân là à, có trình bày với các, các bệnh bạn, lý, lý về phổi như, như là COPD và ARDS à, thì sao? Thứ nhất là đó, đó là cái mục tiêu. Thậm chí không? là hiện nay chúng ta có những được. cái biện pháp thở máy bảo vệ phổi cho VT giảm xuống đúng bằng vậy, khoảng hoặc chết của bệnh nhân đó luôn. Khoảng chết là khoảng bao nhiêu các bạn biết không? Khoảng bình thường là khoảng chết của chúng ta giải phẫu ấy là chiếm 30%. Tương ứng với khoảng 3 ml trên kg cân nặng lý tưởng. Thì có những cái trường phái là thở máy là kéo đúng 3 ml trên kg cân nặng lý tưởng luôn. Và lúc đó là gì ạ? CO2 bệnh nhân tăng rất cao. Thì lúc đó người ta sẽ phải lọc CO2 ra, dùng cái cái phi lọc CO2 để lấy cái CO2 đó ra. Thì đấy là một cái biện pháp người ta gọi là siêu bảo vệ phổi. Đó là những cái rất quan trọng về bảo phổi gần đây về tần số thở đặt như nào đặt là tần số thở có đặt 12, 16 nhưng mà quan trọng nhất thì phải đảm bảo cái thông khí phút là 6 đến 8 lít để tính thông khí phút là bằng cái nào bằng VT nhân với tần số thở bây giờ ví dụ như VT của chúng ta là bao nhiêu đặt là 400 chẳng hạn đúng không thế để có được thông khí phút là 6 lít thì chúng ta phải đặt tần số là bao nhiêu 15 lần trên phút đấy thì con số đầu tiên chúng ta đặt chọn 15 lần trên phút ý của nó là như vậy cái đặt về độ nhạy thì trigger là gì thường đối với, có hai loại trigger trigger áp lực và trigger dòng là trên máy thở nó quy định như vậy đúng không ạ nếu chúng ta chọn cái trigger áp lực thì là, chúng ta đặt trừ không phải đến trừ một cm nước trigger dòng là một ba lít trong phút thì chú ý cái đấy cái ngưỡng mà chúng ta đặt đấy thì cái điều chỉnh như nào thì chúng ta nếu học kỹ hơn tôi sẽ nói riêng nhưng mà chúng ta chỉ biết là cái cách thức đặt ban đầu thôi đặt peak flow i time và i trên e thì peak flow ban đầu là trên 6 lít, lít trên một phút tức là đặt peak flow rất cao vì bệnh nhân đang suy hấp mà thì chúng ta phải đặt cao để bù cho cái bệnh nhân đáp ứng được cái nhu cầu về dòng chảy của bệnh nhân và thời gian thở vào là từ 0,8 đến 1,2 giây đây là thời gian thở vào sinh lý thôi là đúng phần 8. nếu mà bệnh nhân suy hấp thì thời gian thở vào sẽ là 0,8 và thấp hơn 0,8 nếu bệnh nhân thở bình thường thì có thể là đặt từ 0,8 đến 1,2 nếu bệnh nhân giai đoạn sau thì có thể đặt 1,2 giây nhưng mà thường là rất ít khi phải đặt 1,2 giây chứng tỏ là bệnh nhân tốt quá rồi không cần phải thở máy nữa. đúng không ạ là 1 chia 2 và 1 hoặc là 1 chia 3, trừ trường hợp là gì ạ? Bệnh nhân có có thắt nhiều mà chúng ta thấy là bẫy khí ở trong phổi nhiều thì người ta sẽ đặt 1 chia 3, 1 chia 4, 1 chia 5, tức là thời gian thở ra phải kéo dài ra để thải bớt cái khí cặn ở trong phổi bệnh nhân ra. Đấy thì chúng ta lưu ý y như vậy. Về đánh giá sau thở máy thì chúng ta phải khám lâm sàng này hàng ngày, thậm chí là nhiều hơn. Một ngày có thể đến 3 đến 3 tiếng phải khám một lần, đúng không ạ? chúng ta phải xác định vị trí đường thở có đúng không? Vì rất nhiều trường hợp đặt ống xong nội quản thì cái đường thở nó chui tọt vào trong một khí cái phế quản gốc và chúng ta thở máy tất cả cái cái thể tích mà chúng ta định bơm vào toàn bộ phổi thì nó chui vào một bên phổi thì như vậy nó sẽ dẫn đến hiện tượng hậu quả gì ạ? Nó sẽ tổn thương cái phổi Đấy, thì thường là hay bị bên phải nó sẽ gây tổn thương phổi phải chúng ta phải xem xem các dấu hiệu về sinh tồn của bệnh nhân rồi xem điện tâm đồ rồi kiểm tra đường dây thở rồi hệ thống làm ẩm vì cái khí làm ẩm quan trọng đấy làm ẩm chúng ta biết là không khí của chúng ta để mà cái khí mà mà y học thường là người ta phải để khô do đó khi mà máy thở bơm vào phổi bệnh nhân toàn là khí khô thì nó sẽ làm cho khô phổi bệnh nhân lúc đó chúng ta bắt buộc phải có làm ẩm thở máy mà không có làm ẩm có nghĩa là chúng ta đã gây hại cho người bệnh bằng cách là gì gây khô đờm gây tắc đờm cho bệnh nhân chúng ta phải làm xét nghiệm khí máu và chụp x quang phổi thì đây những cái thông số đó thì tôi đã nói các bạn đoạn sau sẽ nói nhiều hơn về các thông số về trên thở máy trên máy thở thì bao giờ trong cái, cái 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 tờ theo dõi thở máy thì chúng tôi sẽ đặt cái thông số ví dụ vt thở vào là bao nhiêu vt thở ra là bao nhiêu tần số đặt là bao nhiêu tần số tổng là bao nhiêu mv tổng là bao nhiêu mv mv là thông khí phút ấy, tự thở là bao nhiêu tỷ lệ I trên e là bao nhiêu vân 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 về áp lực thì đo áp lực đỉnh áp lực cao nguyên áp lực trung bình thì nó có các loạt các thông số đó ở trong cái tờ theo dõi thở máy ta có thể ghi ra và cứ 8 tiếng một lần trong trường hợp là bệnh nhân ổn định còn có thể là 2 đến 3 tiếng, thậm chí 1 giờ một lần cho những trường hợp bệnh nhân không ổn định. Về khí máu nhá thì các bạn nhớ là khí máu không bao giờ được làm ngay lập tức. Các bạn rất nhiều trường hợp vào làm khí máu là đi là cứ làm lấy được. Nó chả hiểu là cái khí máu nó làm để làm gì. Về nguyên tắc là làm khí máu để đánh giá tình trạng gọi là tình trạng cân bằng hay là tình trạng ổn định của bệnh nhân. Do đó không được phép làm khí máu khi mà bệnh nhân không ổn định. Có nghĩa là gì ạ? Vừa đặt đóng xong nó không ổn định không? Vừa thay một chế độ thở máy mới không ổn định rồi và thường là người ta phải chờ vậy thì thường là chờ là bao nhiêu thì đủ 30 phút là đủ đối với những cái phổi bình thường còn phổi bệnh lý thì tôi thậm chí phải chờ một tiếng sau mới làm được cái khí máu để đánh giá tình trạng ổn định của bệnh nhân và chúng ta lưu ý rất nhiều trường hợp làm khí máu mà chẳng để làm gì cả với x phổi thì đây là một số cái tiêu chí x phổi các bạn biết rồi quan trọng nhất sau khi đặt nội quản và thở máy bắt buộc phải chụp x quang phổi để phát hiện gì ạ à? vị trí ống nội quản Nha nếu không xác định vị trí ống nội quản thì ống nội quản nó có thể chui tọt vào một bên, Đấy, chui, chui tọt vào một bên và như vậy rất là gây hại cho bệnh nhân. Cái thứ hai là chúng ta phải xem cái cướp có bơm quá mức hay không, Tôi xem phổi có đủ hay không. Và hiện nay thì các bạn ngày xưa là các bạn không, uh, chúng tôi ấy, khi mà bằng uh, nội chú của các bạn là chúng tôi phải đi tự chụp x-quang tại giường nên là chúng tôi quý giá cái phim vô cùng bởi vì nó vừa là nếu mà chụp mà không cẩn thận là chúng ta ăn tia, Đâm ra chúng tôi chụp nó phải chuẩn do đó là gì cái phim chụp phải đọc rất là chuẩn như là tôi mô tả trên bảng này như hiện nay các bạn biết là các anh các chị ở bên khoa x quang người ta chụp là gì toàn đưa các bạn mới về học đi chụp mà chụp xong nó bịt kín mặt luôn nó không để ý vì nó sợ ung thư tuyến giáp bịt lên tận mặt báo trì luôn thế là cuối cùng nó chả nhìn bệnh nhân là để biết là bệnh nhân hít vào hay thở ra nguyên tắc là gì phải bệnh nhân phải hít sâu tức là cái máy thở nó đẩy vào một cái nhịp thở và ngược nó căng lên thì nó, lúc đó chúng ta cũng chụp đúng không ạ giống như chúng ta hít sâu ấy đây là gì thậm chí là chụp khi mà bệnh nhân thở ra cái máy thở đang thở ra rồi ống chụp thì có nghĩa là gì toàn bộ phổi bị mờ mờ đấy không phải là gì không phải là do phổi nó mờ mà chính là vì chụp được cái thi thở ra đấy thì đấy là cái mà rất là lưu ý là chúng ta rất làm rất sai rất nhiều và cái hậu quả của chúng ta là không đọc được chỉ định của đối với cái mục thứ hai là tôi nói về không xâm nhập thì đây là các cái chỉ định của thở không xâm nhập rất nhiều chỉ định và hiện nay thì không xâm nhập trở thành một cái phương thức mới nhưng mà áp dụng rất là nhiều trong uh, thực hành lâm sàng, trong bệnh viện cũng như là uh, trong uh, thực hành chăm sóc tại nhà, đúng không? Thì cái chỉ định đầu tiên đấy là chỉ định cho chứng ngừng thở khi ngủ, thường là ở nhà, là chỉ định nhiều nhất. Cái chỉ định thứ hai là siêu đi, chỉ định thứ ba là phù phổi cấp là liên quan đến chúng ta. Đúng không? Về lợi ích của thở không xâm nhập là cực kỳ lợi ích. Trước đây chúng ta biết là nếu như 10 ca vào vào viện mà suy hấp, thì chúng ta phải đặt 7 ca. Còn 3 ca là chúng ta có thể thành công trong vấn đề là thổ oxy. Trong 7 ca đó thì chúng ta biết là gì? Một nửa số đấy chết. Còn một nửa là gì? Thì còn một nửa thì sống. Thì trong cái số sống thì chắc là một hai ca, ca có thể rút ống được ra viện. Còn lại cái số còn lại là phụ thuộc máy thở. Thế hiện nay thì chúng tôi làm không phải như vậy nữa. Tức là 10 ca suy hấp vào viện là gì? 7 ca đã, đã thở không dư nhập rồi, thành công rồi chỉ có 3 ca không xâm nhập là không thành công thôi thì 3 ca đó mới được đặt nội quản và ca đó là gì trong ngày hôm sau lại đã được rút nội quản rồi lại chuyển đến thở không xâm nhập như vậy không xâm nhập hiện nay là thở chủ yếu là giai đoạn đầu tiên khi bệnh nhân suy hấp đến và giai đoạn sau khi bệnh nhân suy hấp ổn định rồi điều trị bằng thở máy rồi thì chúng ta lại rút ống thở không xâm nhập nó rất là lợi ích đây là cái lợi ích và những cái những cái bất lợi của thở không xâm nhập thì các bạn trong bài chúng ta sẽ đọc thêm về các cái phương thức thì có hai cái cách thức để chúng ta tạo ra không xâm nhập cái cách thức kinh điển nhất đó là chúng ta sử dụng áp lực âm cái cách thức hiện nay người ta không sử dụng nữa bởi vì nó rất là cồng cảnh để tạo ra cái máy thở đó và hiện nay chúng ta sử dụng áp lực dương là bên phải của bọn bạn chủ yếu là chúng ta sử dụng một cái máy thở không xâm nhập chuyên dụng ví dụ như là máy cpap bipap bán đầy trên thị trường luôn giá rất rẻ dành cho những ông COPD hoặc là những ông mà có chứng ngừng thở khi ngủ thậm chí nó rất là hiện đại thì hiện nay chúng ta có rất nhiều máy như vậy và các cái mốt thở của nó cũng thế nó có rất nhiều các mốt mà chúng ta nhìn ở trên đây rất nhiều cái có thể ứng dụng được thì một cái mốt mà thường gặp nhất ấy, là người ta sử dụng cái phương thức này các bạn nhìn tôi đã chỉ ở phần trước cho bạn đó là CPAP và CPAP cộng với PS Đấy, cái trên chính là CPAP đúng không ạ chính là hình tôi đã nói với bạn trước cái dưới gọi là BiPAP hay là BiLevel. Level thì nó sẽ gồm có thứ nhất là áp lực cao nhất nó gọi là IPAP hay là à, trong tiếng Anh gọi là IPAP chữ Y e, e ngắn đấy và cái mức thứ hai chính là mức CPAP hay loại Epac như vậy thì bạn sẽ nghe thấy chữ Bi-level, bi gồm có e và e đó Thì đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy trên lâm sàng nó rất là nhạc một tí nhưng mà đã ý nó có những cái từ như vậy. Đó. Cái này rất là quan trọng mà đôi khi các bạn tim mạch cũng phải chú ý vì là rất nhiều người đến với chúng ta vì bệnh tim mạch nhưng thực chất họ lại bị béo phì hay là các cái hội chứng chuyển hóa thì họ rất cần cái máy thở không xâm nhập và họ đôi khi họ có cái máy đó mà chúng ta phải tư vấn cho người ta. Các loại máy thở thì rất nhiều loại Có loại chuyên dụng cho máy thở không xâm nhập Nhưng có loại có thể sử dụng cái máy thở của Trong hồi sức cấp cứu Để mà thở không xâm nhập được Rồi cái mask cũng thế Có loại mask thì kín hoàn toàn Hoặc là loại mask uh, mũi miệng Hoặc là mask toàn bộ mặt Mask toàn bộ mặt hiện nay người ta đã chứng minh được rất là tốt Cái mask toàn, toàn bộ mặt này Nếu mà cho bệnh nhân của chúng ta rằng mà Bị ncov cực kỳ tốt Bởi vì nó không bị hở ra ngoài còn cái mask này ấy, là là thở nó sẽ bị hở ra ngoài. Đúng không ạ? Ncov là chúng ta sẽ bị kín hoàn toàn luôn. Như vậy là cái người bệnh đó họ thở không nhập cũng không bị làm sao cả. Ngoài ra thì các cái loại mốt mát khác có thể áp dụng tại nhà, nó nhẹ nhàng hơn. Thì đây là một số cái hình ảnh. Và về nguyên tắc để mà chọn mát thì chúng ta phải đo được kích thước và chọn cái mát phù hợp với bệnh nhân. Vì nếu không phù hợp thì nó gì ạ? Bệnh nhân người ta sẽ không chịu được và nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là trầm trọng đúng không ạ à, về chỉ định thì đầu tiên là đợt cấp suy bì là chỉ định à, bây giờ là một a rất là là điển hình đúng không ạ à, là tất cả những bệnh nhân đợt cấp suy thì đều được được đưa vào à, để thở không sinh nhật đúng không ạ à, cái đấy là quan trọng nhất và hiện nay là nhiều nhất và cái NT, NNT của nó là 10 tức là cứ 10 bệnh nhân thở không xâm nhập thì giảm được tỷ lệ tử vong một người đúng không ạ và cái thứ hai là nó giảm được cái tỷ lệ đặt nội quả tức là chỉ cần cứ bốn bệnh nhân thờ không xâm nhập thì sẽ làm giảm được một bệnh nhân không phải đặt uh, giảm được một bệnh nhân phải đặt nội quả đấy là cái mà cái rất ít những cái kỹ thuật gì mà nó nó có thể có cái hiệu quả như thế đối với uh, một cái bệnh lý đúng không ạ uh, hồi sức cấp cứu rất hiếm và hiện nay thì đây là một cái chỉ định chính thì tôi rất nhiều cái khuyến cáo người ta đưa ra rồi nên ở đây một khuyến cáo thôi nó có nói rất nhiều về vấn đề khuyến cáo rất là mạnh về COPD. Cái chỉ định thứ hai thở không nhập đó là phù phổi cấp huyết động. thì các bạn có gặp rất nhiều trên bệnh nhân phù phổi cấp huyết động thì bạn có thể chọn hai cái phương thức đó là CPAP hoặc BiPAP đều rất là tốt. Ví dụ như bệnh nhân kể cả bệnh nhân nhồi máu cơ tim người ta có rất nhiều nghiên cứu về câu chuyện này rồi. vì thời gian không có nhiều nên tôi sẽ đi nhanh qua đo đoạn, này. Hiện nay thì khuyến cáo là gì? Người ta sử dụng CPAP hoặc là BiPAP cho bệnh nhân phù phổi cấp huyết động đây là biến khuyến cáo rất là mạnh đúng không? biến chứng của thở máy thì phần đầu tôi đã nhắc đến vấn đề là biến chứng liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện viêm phổi thở máy thì đây là một cái biến chứng mà chúng ta phải phải đối mặt và đó là lý do tại sao tôi rất muốn các bạn biết và hiểu biết và có thể sử dụng được cái thở không xâm nhập chúng ta sẽ tránh được rất nhiều trường hợp đặt đổi quả tránh được rất nhiều cái biến chứng viêm phổi à, bệnh viện. cái biến chứng thứ hai là biến chứng ống nội quản thì có rất nhiều biến chứng liên quan đến ống nội quản. trước đây thì chúng ta sử dụng ống nội quản sử dụng nhiều lần thì chúng ta biến chứng tắc đờm rất nhiều. đúng không ạ? sau gần sau đó thì cái biến chứng thứ hai hay gặp ấy, đó là cái biến chứng mà có thể bệnh nhân người ta thoát được cái giai đoạn mà cấp nhưng mà họ, sau họ bị hẹp khí quản là do cái cái tổn thương niêm mạc do cái bóng chèn nó gây ra. thì đây là hai cái biến chứng mà chúng ta lưu ý. Đúng không ạ? À, ảnh hưởng đến cái thông số cài đặt mà không phù hợp trên máy thở thì dẫn đến hậu quả là gì ạ? Bệnh nhân bị chấn thương phổi do áp lực gây tràn khí màng phổi, tràn khí trung tất và tràn khí dưới da. Khi mà có tràn khí trên bệnh nhân thở máy thì đầu tiên phải nghĩ đến đó chính là biến chứng của thở máy. Đúng không ạ? Tăng thông khí quá mức tôi đã nói là bạn trên rồi. Có thể gây ra giảm thông khí, có thể fio 2 thấp hoặc là quá cao, vân vân gây ra những cái biến chứng trên bệnh nhân. À, làm cho bệnh nhân tình trạng phổi tối hơn ví dụ bệnh nhân bị xẹp phổi ví dụ xẹp phổi mà chúng ta cho thở oxy một trăm ấy là nó xẹp phổi càng nhiều hơn những cái xẹp phổi đấy là người ta gọi là xẹp phổi do hấp thụ chú ý cái đó cái thứ hai là do là chúng ta bệnh nhân cái tình trạng bẫy khí ở trong phổi nhiều ví dụ đi nó bẫy khí rồi anh thở máy anh này vô hình chung anh lại là làm cho cái tình trạng bẫy khí tồi đi nếu mà chúng ta thở máy không có kỹ thuật tốt thì nó sẽ như vậy các biến chứng các cơ quan khác thì rất nhiều biến chứng khác ví dụ như là tim mạch tiêu hóa rồi thận rất nhiều thứ khi mà thở máy thì chính vì lý do như vậy người ta phải là phải dự phòng cho bệnh nhân rất nhiều thứ ví dụ như là dự phòng ạ sự phòng, red, đúng không? Sự phòng uh, thừa dịch rồi tâm thần rồi an thần giãn cơ rất nhiều thứ đúng không? dinh dưỡng rất nhiều thứ